Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần chức năng của tâm. Trong phần chức năng của tâm thì chúng ta đã đi qua phần đầu tiên là ôn tập lại khái niệm của tâm. Phần thứ hai là cái phần chúng ta cũng là ôn tập bằng cách trình bày, xếp nó theo cái cách gọi là phân loại tâm theo môn, theo nhân, theo bôn, theo cảnh, theo thọ và theo phận sự. Thì trong cái phận sự này đó là nó có tất cả là 14 cái chức năng. Thì chúng ta nói cái tên mới của nó là 14 chức năng, tức là 14 cái cách hoạt động của nó. Nhưng mà thật ra là chúng ta đã học cái phần này trong cái phần 18 tâm vô nhân rồi, cho nên là chúng ta ôn lại dưới một cái dạng khác. Thì trong cái phần 14 cái cách hoạt động, cái chức năng, cái phận sự hoạt động của tâm đó, thì trong 14 cái có 3 cái đầu tiên mà chúng ta gọi là tục sinh, hộ kiếp và tử. Thì 3 cái này nó gọi là một cái thời bình nhật, hay nó còn gọi là cái kiếp sống. Tức là nó có sinh, nó có tử và nó có hộ kiếp đứng này. Thì ba cái này đó chúng ta gọi nó là cái thời bình nhật, chúng ta gọi là kiếp sống trước. Nó là cái kiếp sống gồm có ba thời. Cái khoảng giữa này đây nè, khoảng này nè, thì cái hoạt động nó chúng ta gọi nó là cái thời bình nhật, tức là cái sự sống hàng ngày trong cái đời sống nội tâm chúng ta nó sẽ hoạt động như vậy. Cái chữ bình nhật có nghĩa là bình thường trong đời sống hàng ngày, nhưng mà không phải nói một ngày mà nói đó trọn một cái kiếp sống. Vì vậy trong cái kiếp sống đó mà nó là cái phần mà 11 phần còn lại mà chúng ta học về các cái chức năng của nó, trong đó nó có ngũ song thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái căn đó, nó là năm cái con đường mà chúng ta có thể nhận thấy nó phát sinh một cái dòng sống ở trong cái nội tâm của chúng ta, đó là cái dòng tâm thức mà nó gọi là ngũ mục. Thì khi mà nói là cái dòng sống đó, thì cái sự hoạt động của nó phải trôi chảy theo một cái quy luật của nó, cái cách thức của nó, mà nó không có lộn xộn, mà nó có một cái trật tự, cái này trước cái kia sau, và nó cứ như thế nó hoạt động nơi một chúng sinh đó, là một người nam, là một người nữ, dẫu cái chúng sinh này là già hay trẻ, lớn hay bé, giàu hay nghèo, thông minh hay không thông minh, có địa vị không địa vị, cũng thế thôi. Vì tất cả sự đa dạng mà chúng ta nói trong cái chúng sinh đó, nó chỉ là những cái phước báu đính kèm theo mà thôi. Chúng ta sinh ra là nam hay nữ thì chúng ta cũng biết đó là nghiệp của mình. Chúng ta giàu hay nghèo thì chúng ta biết đó là quả phước của mình. Chúng ta có địa vị cao hay địa vị thấp là quả phước của mình. Chúng ta thông minh nhiều hay thông minh ít là quả phước của mình. Tất cả những gì chúng ta có trong cái đời sống lần này đây, chúng ta có cái người thân nhất của mình là cha mẹ mình, là anh em mình, là chồng vợ con cái, là quyến thuộc đây, thì tất cả cũng là quả phước của mình. Và tất cả những gì chúng ta đó thọ cảm ngay trong cái đời sống này, những sự thọ cảm thuộc về an lạc hay là bất hạnh, chúng ta cũng là quả phước của chúng mình. Vì vậy trong nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng ta đây đã gieo xuống những cái hạt giống, những cái hạt giống lành, chúng ta làm phải, chúng ta làm đúng, thì những cái hạt giống nó gieo xuống, nó tạo thành cái phước báu của chúng ta. Còn khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta gieo những hạt giống sai, những hạt giống của sự lầm lỗi, có khi những cái hạt giống đó cực kỳ xấu mà chúng ta không biết chúng ta đã gieo xuống, cho nên nó tạo nên cái sự bức xúc, những cái khổ đau, những cái bất an trong cái đời sống của mình. Nhưng mà tất cả đều do chúng ta gieo xuống. Hai bàn tay chúng ta đây,
nắm những cái hạt giống thiện và hạt giống bất thiện trong hai lòng bàn tay của chúng ta. Và trên cái đường luân hồi này, chúng ta đã mở cái lòng bàn tay phải này ra để chúng ta gieo những hạt giống lành, thì đời chúng ta an vui hạnh phúc. Còn chúng ta gieo rất những cái hạt giống sai, những hạt giống không đúng, thì ta đây phải đau khổ. Con đường hết sức rõ ràng giữa thiện và ác, giữa trắng và đen. Nhưng mà trong tâm thức của chúng ta đó, hai cái dòng nghiệp đen và nghiệp trắng nó thay đổi lần nào, đi lên và nó đi xuống và đi lên, và nó hình thành một cái dòng tâm thức chảy trong cái tâm thức chúng ta đó. Nhiều khi chúng ta thấy chúng ta đứng ở cái cửa sông mà nước từ những cái sông rạch, ao hồ, cống rãnh nó đi ra, và bên ngoài là cái dòng nước biển, thì nơi cái cửa sông này là chúng ta không phân biệt được đâu là nước biển, đâu là nước sông. Đó là sự tinh khiết và sự cặn bã nó đã trộn lẫn với nhau, chúng ta không nhìn thấy. Cái sự mơ hồ đó, cái sự tâm tối đó là những cái pháp ngăn che nó đã phát sinh khi từ trong vô luyện kiếp chúng ta đã nhầm lẫn gieo những hạt giống xấu xí. Thì đã tạo nên vậy. Mà khi chúng ta gieo những cái hạt giống xấu rồi xuống rồi đó, mà nó gây nên sự đau khổ, mà chúng ta tiếp tục làm ta gia tăng cái sự đau khổ của mình, có nghĩa là chúng ta tiếp tục ngăn che, tiếp tục ngăn che, tiếp tục ngăn che, không biết đến khi nào mới mở ra được. Mà cho nên là khi chúng ta nhìn thấy một cái dòng sóng trôi chảy trong cái nội tâm của ta, và cái phương tiện mà nó để trôi chảy là cái xác thân của chúng ta, mà nói rõ hơn nữa là nó trôi chảy trên tất cả hệ thần kinh của chúng ta. Cái chỗ nào có cái dây thần kinh thì cái chỗ đó, cái đời sống nội tâm của chúng ta, cái tâm linh của chúng ta nó đi trên con đường đó. Cho nên á, Đức Phật có nói với mình, văn ru băng nát xa văn, có nghĩa là cái nơi nào mà những cái thức, cái tâm chúng ta có thể khởi lên được, thì nơi đó chính là cái ý cả. Thì xác minh rõ cho tất cả chúng ta nắm đây, tất cả nằm trong hệ thần kinh. Vậy chúng ta sống, chúng ta giữ gìn sức khỏe, có nghĩa là chúng ta nuôi dưỡng cái sắc thần kinh của chúng ta đó khỏe mạnh đến nhạy. Còn chúng ta sống như thế nào mà làm cho cái hệ thần kinh chúng ta nó muội lược, nó suy thoái, nó đau bệnh, nó tê liệt, đó là mình tự làm khổ mình, mình tự làm hại bản thân mình. Và đừng bao giờ nghĩ rằng đó, ngày hôm nay chúng ta làm muội lược cái tâm của mình, chúng ta làm cho suy sụp cái sắc thần kinh của mình, có nghĩa khi chết là hết. Khi chết là hết cho một sắc pháp này. Nhưng những gì chúng ta tạo tác ra là chúng ta tạo tác bằng tư tưởng, bằng cái ý hành nghiệp, và nó là cái gốc để nó làm nên khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp, và tất cả nó hình thành một cái dòng nghiệp trôi chảy trong tâm thức chúng ta. Cho nên cái thân xác này nó kết thúc cái nhiệm vụ của nó, nhưng cái dòng nghiệp trôi chảy nó vẫn tiếp tục trôi chảy. Vậy như vậy ngày hôm nay chúng ta làm bại hoại cái gì, cố ý làm bại hoại cái gì nơi cái sắc pháp này, thì trong cái tới nó sẽ xuất hiện với sự bại hoại đó. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ nằm trong cái đoạn kiến, mà chúng ta nghĩ rằng chết rồi hết, thì đời này có cái thân này đó đem ra để mà hưởng thụ, để mà chi xài, để mà sử dụng nó, tồi tệ cũng được không sao, nhưng thỏa mãn là được rồi. Và ta lấy sự thỏa mãn đứng hàng đầu, và không biết rằng sự thỏa mãn đó nó thuộc về thoái đọa hay thuộc về tiến hóa thì không phân biệt. Trong khi đó chúng ta có một cái khả năng phân biệt được
những cái sự thỏa mãn thuộc về thoái đọa và sự thỏa mãn thuộc về tiến hóa, phân biệt được. Nhưng mà tất cả chúng ta đây, cái bản năng cực kỳ mạnh mẽ, thành ra cái con đường mà nó đưa đến sự thỏa mãn, đem đến sự thoái đọa, bao giờ nó cũng là những cái tiếng kêu hoang dã mà nó gọi mãi trong tâm của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đi vào cái con đường vô định. Như con thiêu thân, nó thấy cái ánh đèn là cái chân lý trong cái đời sống nó, là tất cả hạnh phúc của đời nó, cho nên nó lao ra bằng mọi. Quý vị đi những cái con đường rừng, nơi nào mà cái rừng nguyên sinh nó còn đó, những cái con vật hoang dã trong đó, chịu những con nai, những cái con kangaroo chứ. Thì khi một cái xe mà pha cái đèn đi ngang cái đường rừng đó, thì nó đi ngang, nó đứng đó, nó thấy, nó chờ, và khi cái xe đó tới là nó lao ra. Bởi vì nó bị quyến rũ. Và chúng ta đây, người cõi dục này cũng bị quyến rũ do những cái dục vọng đó, do cái hình ảnh của con thiêu thân, như hình ảnh của cái những cái con mà ở trong rừng, con trồn, con kangaroo, con dê rừng như này, thì nó lao ra. Nó đi như thế, cực kỳ mạnh liệt. Cho nên chúng ta sẽ xem xét lại trong tâm này. Có khi mình khởi lên đó, mình thấy rõ, biết rõ hết, nhưng không cưỡng lại được. Là bởi vì cái phần mà thuộc về cái phát hiện này, cái trí tuệ trong tâm linh của chúng ta đây, chúng ta có, cho nên chúng ta biết, nhận ra, biết được hết, nhưng không cưỡng lại được những cái điều ưa thích của mình, không cưỡng lại được những cái ước muốn của mình, không cưỡng lại được cái quyết định của mình, không cưỡng lại được cái cơn giận của mình. Thì tất cả là do là cái pháp bất thiện nó quá mạnh trong tâm của chúng ta. Hiểu như vậy để chúng ta chiến đấu, hiểu như vậy để chúng ta đó nuôi dưỡng cái sự nhìn thấy, biết thấy cái thiện và cái ác, cái thoái đọa và cái vươn lên. Chúng ta nhìn thấy rõ tách bạch như vậy và cố gắng tiếp tục nhìn như vậy để nó tách bạch ở trong tâm. Khi mà chúng ta nói rằng cái ý nó là cái gốc của cái đời sống tâm linh, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng chúng ta có thể rèn luyện cái ý đó để chúng ta có thể tách ra được cái pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm. Những gì chúng ta suy nghĩ đúng, những cái cám dỗ của những cái mà quyến rũ mà nó thuộc về cái thôi thúc từ nhiều kiếp cho tới bây giờ, nó dục dã trong tâm đó, thì chúng ta cũng biết rồi, và chúng ta nên dành một cái thời gian để tiếp tục nhìn nữa, tiếp tục nhận thấy nữa. Đừng có thấy nó kêu gọi là lập tức lên đường nữa. Không nên như vậy. Chúng ta có sự ngừng lại, chúng ta có sự phản xét. Cho nên á, cái phần mà chức năng sắp tới chúng ta học đó là cái chức năng nó gọi là tiếp thu. Thì cái tiếp thu đó, trong cái lộ trình tâm chúng ta nhìn lại, gọi là tiếp thu hay là tiếp thọ hay là tiếp thâu, thì đó là nó tiếp nhận. Khi nó tiếp nhận một cái cảnh thì cái tâm tiếp thọ này nó tiếp nhận cái cảnh đó, và đó nơi cái cảnh đó, cảnh đây tức là đối tượng. Mấy chữ này là cùng nghĩa, nó là tiếp thu hay là tiếp thọ, thì tiếp thâu là tiếp nhận, thì nó cùng nghĩa nha. Tức là nó đã đưa vào trong, nó đưa cảnh vào trong, gọi là tiếp thu hay tiếp nhận. Thì cái tâm tiếp thọ này, như chúng ta đã học ở trong cái phần này đây, trong cái phần mà 18 cái tâm vô nhân đây, thì chúng ta sẽ thấy cái tâm tiếp thu nó nằm đây, nó nằm trong cái tâm quả bất thiện đây, và nó nằm trong cái tâm tiếp thu thuộc về quả thiện đây, và cái hai cái này nó đi tới, nó có hai cái mặt là thiện và bất thiện. Như vậy cái tâm tiếp thu này nó có thiện,
và nó có bất thiện. Và cả hai cái này đều là quả. Trên cái bảng này chúng ta nhớ này. Nơi đây nè, là cái động tốc nè, là cái tác hành tâm nè, tức là nơi đây là cái nơi này. Cái tâm mình á, nó bắt đầu nó gieo cái hạt giống xuống, tức là nó tạo nghiệp đây. Nó gọi là tác hành tâm, hay còn gọi là động tốc tâm, hay còn gọi là tâm tạo nghiệp đây. Thì tất cả những cái này, cái đặc điểm của nó đó là nó gieo xuống và nó có thể thay sửa đổi được. Nhưng mà tất cả những cái gì đó nó thuộc về đây. Cái ngũ song thức này là quả nè, tiếp thọ này là quả nè, quán sát này là quả, là không có làm sao khác hơn được. Ví dụ như bây giờ á, mình thấy mình làm cái này nó không thiện rồi, mình có thể nói là thôi, không có suy nghĩ gì nữa, không có nói gì nữa, không có làm nữa, phải thay đổi, phải nói cái điều tốt, làm cái điều tốt, nghĩ cái điều tốt đó, thì được. Nhưng mà khi nói cái quả rồi đó thì không thay đổi, nó là cái trái rồi. Đây là cái đống hạt, đây là bên đây là hạt cỏ, bên đây là hạt điều. Muốn gieo cái hạt giống nào cũng được, tùy mình chọn được. Nhưng mà đã gieo rồi trong cái vườn mình rồi đó thì nó trổ quả rồi là hết ngọn lửa rồi. Hạt cỏ thì nó đầy cỏ trong cái vườn tâm của mình, cái hạt điều thì nó trổ cái cây điều trong tâm của mình. Thì gieo bao nhiêu hạt điều thì sẽ nhận được bấy nhiêu cây và những cái quả của nó. Còn bao nhiêu cỏ thì sẽ nhận được bao nhiêu cây cỏ và bấy nhiêu những cái chùm cỏ nó phát sinh lên. Thì lúc đó mình đâu có thay đổi được, chỉ có gặt mà thôi. Để hiểu cái này. Thì khi mình gặt á, thì khi mà nó phát sinh lên vậy á, cái lạ lùng nữa là mình lại tiếp nhận bằng tâm quả. Tiếp thu này tiếp nhận bằng tâm quả. Đi một cái dọc cả cái tâm quả. Rồi bây giờ tới cái tâm kế tiếp đó, cái tâm quán sát, nó cũng đi bằng tâm quả. Như thế đi chùm với nhau. Tại cái trong tiếp thu mà thiện thì quán sát thiện, mà tâm tiếp thu bất thiện thì quán sát cũng bất thiện theo. Nó đi cả một cái chùm đi. Thì cái đó là cái rất khó khăn cho mình. Cho nên là khi mà mình gặp một cái cảnh, cái đối tượng, ở đây cũng là quả của mình. Nhiều khi mà mình đó đưa cái cảnh này vào trong để mình có cái ứng xử thì nó đích thực nó là quả của mình. Và như vậy đó, mình tiếp nhận của nó bằng tất cả là cái tâm quả. Cho nên đó là những cái cảnh này, cái đối tượng này cũng là quả của mình đây. Quả này nó cũng có quả thiện, quả bất thiện. Thì khi nó là quả thiện thì chúng ta đã tiếp nhận nó bằng tâm quả thiện, một cái chuỗi tâm quả thiện. Mà nếu nó bất thiện thì chúng ta đã tiếp nhận bằng một cái chuỗi bất thiện rồi. Cho nên cái nỗi vui, nỗi buồn nó đương nhiên có mặt, không làm sao được. Cho nên khi một cái quả của mình nó xuất hiện, nếu là nó quả thiện lành thì mình cũng không ngăn được cái niềm vui. Còn nếu nó là cái quả bất thiện thì cái nỗi buồn nó phát sinh lên cũng không có thể là ngăn được. Nhưng khi mà đến cái tâm phân đoán đây, tức là cái tâm gọi là cái tâm phân tích và phán đoán, phân tích và phán đoán, thì cái chỗ này nè là cái chỗ nó ngăn được. Cái chỗ này là cái chỗ mình sẽ hỏi đó, tại sao buồn vậy, tại sao không giải quyết, chấm dứt cái buồn này đi,
Tại sao mà mình vui cho đến nỗi đó là coi như là mình thấy trời đất này bây giờ chỉ có một mình là tối thượng mà thôi, tại sao mình suy nghĩ đúng hay là sai? Chính cái chỗ này nó sẽ phân dân, rồi nó sẽ duyên với một cái pháp mà nó thuộc về cái trí tuệ đấy. Khi người ta phân tích được vấn đề, người ta tổng hợp được vấn đề, nó là một cái cách hoạt động của trí thông minh. Còn đứng về mặt tâm linh, khi chúng ta phân tích được và tổng hợp được những vấn đề thuộc về các pháp chân đế thì nó thuộc về trí tuệ tâm linh. Cái óc phân tích chúng ta phải làm việc, óc tổng hợp chúng ta phải làm việc. Cả hai đó khi có mặt trong đời sống của chúng ta thì có nghĩa là trí chúng ta phát sinh, trí thế gian cũng như trí về tâm linh sẽ có mặt. Có những người phát sinh những cái trí thế gian rất là nhiều, nhưng mà trí tuệ về tâm linh á thì có khi bị che lấp. Trí thông minh thuộc về thế gian á làm cho chúng ta thông suốt tất cả mọi sự mọi việc, nhưng mà trí về tâm linh á nó thêm một việc nữa là khi thông suốt vậy rồi chúng ta có biện biệt nó ra thành cái thiện và bất thiện không. Nếu chúng ta xếp loại nó được cái thiện và bất thiện thì đó là cái trí tuệ về tâm linh chúng ta có mà. Còn không nó không có mặt được. Trên toàn thế giới này, trên toàn cái mặt đất này, những cái người mà làm quan tham, những cái tội ác diễn ra mà nó cực kỳ tinh vi, mà nó có cái, nó gọi là có cái âm mưu, có cái sự sắp xếp, thì điều đó diễn ra nơi những người đó là có trí thông minh hết. Đều có mặt, đều giỏi hết, nhưng mà thiếu cái trí tuệ tâm linh, cho nên người ta dùng cái giỏi này nè để đi theo cái sự thỏa mãn thuộc về thoái đời, nó không có đi theo về con đường tâm linh. Sư cô cứ nhớ hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh khi mình đến một cái vùng của người đồng bào thượng ở đó, mình thấy người ta có được cái chai nước rồi khoảng 1 lít hoặc là 2 lít rồi tới đây, người ta đi lấy nước người ta uống, mình thấy tội nghiệp quá. Mình cho cái bình 5 lít hoặc 10 lít để chứa, thì người ta chỉ giữ được một ngày. Người nào giữ lâu lắm là tuần lễ thì người ta, một là người ta cho, hai người ta bán, ba là người ta quất hết, thì không sử dụng. Lấy nước đủ uống ngày thôi, ngày sau tính tiếp, không chứa lại. Sao mà những người đó sống theo Phật quá vậy? Phật thì ấy không tích trữ. Còn bây giờ đó, cái ác nghiệp trên thế gian này đó, người ta tạo cái ác không phải vì người ta thiếu, người ta tạo cái ác rồi vậy gì người ta cung phụng cho cái dư. Trong khi có người đó không có được một cái tấm bạc để che cái chỗ ở của mình, thì có những người đó nhà cửa không có đếm xuể, tiền bạc thì ghê gớm lắm mà vẫn tiếp tục tích trữ cái số thặng dư đó để tạo nên cái ác nghiệp. Người ta làm ác vì người ta muốn có sự thặng dư. Bởi vì cái sự thặng dư này lớn chừng nào á, nó đồng nghĩa với cái ngã chừng đó. Càng giàu càng thể hiện mình giỏi. Giàu thì mua quan bán tước được, chiếm dụng quyền lợi được, và có một cái quyền lực đó có thể nắm giữ sai khiến người khác được. Tất cả cái đó đều đồng quá với cái ngã. Có phải ác nghiệp trên thế gian này đó người ta tạo ra là để nuôi dưỡng cái bản ngã không? Chúng ta hãy xem lại. Nếu không bản ngã, tại sao đó một cái căn nhà mình ở đó mà khi cái khắp
mơ trong cái xóm này nó lên nhà lầu hết, mà mình vẫn còn cái căn nhà cấp 4 trước nay mình vẫn ở, mình lại đau khổ. Trong khi cái ngày đầu tiên mình chưa có nhà, mình mua được cái miếng đất, mình cất cái nhà cấp 4 lên đó, là cái hạnh phúc không có thể nào đo lường được. Bây giờ nhìn nó lại trở thành cái nỗi đau khổ của mình. Có phải tại nó không? Hay là tại cái ngã của mình? Sư cô nhớ cái hồi mình còn nhỏ ở nơi quê đó, nhà nào có nghĩa người nào mà may được cái bộ đồ giải ú, giải ta màu đen vậy đó, để lâu thì nó có rận vậy đó, nhưng mà may được vậy đó, mình thấy là coi như là sướng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Còn không là người ta nghèo lắm, ăn mặc phải cắt phải vá chứ làm sao, giải nó đâu có mà mua, có được thì phải dành dụm. Còn bây giờ thì người ta cung phụng sự dư thừa, là tôi cung phụng cho bản ngã bằng cách là sắm cái áo này, cái ví này, cái bóp này, cái xe kia, là hàng độc, chỉ có mình có, người khác không có. Ta suy xét lại, chúng ta thấy cả cái thế gian này đó, người ta làm khổ bản thân người ta và là làm khổ tất cả mọi người cũng gì vậy. Cũng như bây giờ mình thử nghĩ đi, ông cha mình lập nghiệp những cái xứ sở này bao nhiêu ngàn năm, sống bằng cái gì? Sống bằng những cái mặt đất này nè, nó phải sinh sôi nảy nở ra cái ngũ cốc để mình sống, và sông nước cho cá tôm để mình sống, đủ rồi, đâu cần xi măng cốt xếp cốt thép mới sống được. Cắt cái nhà bằng rơm vẫn sống được, nhưng mà bây giờ cắt cái nhà mấy chục tầng đó mà đất không sinh sôi nảy nở, mà sông nước không có cá tôm, thì người ta có ăn được xi măng cốt sắt đó để sống hay không? Thì chúng ta phải xem xét lại cái chỗ này. Nhưng mà có khi đó xi măng cốt sắt nó làm giàu cái ngã cho những quan tham, cho những người muốn nuôi dưỡng cái ngã và cho muốn nuôi dưỡng cái sự thặng dư để tạo nên ác nghiệp. Chúng ta nhìn thấy đó, để mình là người Phật tử có nên đuôi đò hay không? Hay là bằng lòng với những gì ngày hôm nay mình có đầy đủ phước báo, nhận bao nhiêu đây, ngày mai phước báo tăng lên, vui vẻ nhận thêm nữa, ngày mốt phước báo đi vắng cũng vẫn sống bình yên được. Thì như vậy đó, trong cái tâm chúng ta không có gieo xuống những hạt giống khổ đau, mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống bình yên và sáng suốt, thì cái đó khi cái phân tâm phân đoán chúng ta phân tích, chúng ta phán đoán, chúng ta tìm hiểu, để mà chúng ta đã suy gẫm ra chúng ta có mặt trong cái đời sống này có phải để nuôi dưỡng sự tặng dư cho đời ta không, để nuôi cái bản ngã ta hay không, hay là chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống tâm thức của chúng ta đó luôn luôn được thiện lành và được phát triển. Chúng ta đặt lại cái lý tưởng đời của chúng ta, thì nơi cái tâm phân đoán này, cái chỗ này đó sẽ duyên với một trong hai phần đây, là pháp thiện và pháp bất thiện. Thì cái đây nó sẽ đi về đây. Thì cái phân đoán chúng ta đó, nó sẽ nối kết với pháp thiện. Còn nếu không, nó sẽ nối vào cái pháp bất thiện. Nó sẽ nghĩ rằng phải có giàu có, phải có thế lực, phải có của ăn, của để, phải hơn người, phải giỏi hơn người, phải được người ta ngưỡng mộ, phải được người ta ca tụng, phải được người ta coi như là xưng tôn vinh mình, vân vân. Tất cả những cái đó không phải do cái tâm quanh co của mình mà có được. Bởi vì tất cả những cái tâm quanh co
đều là pháp bất thiện. Những cái đó có được là do cái chính trực trong đời sống hàng ngày của mình, nhiều đời nhiều kiếp cho tới kiếp này tiếp nối. Còn tất cả những sự quanh co để có nó sẽ sụp đổ trên con đường quanh co đó. Cho nên nuôi dưỡng sự chánh trực ở trong tâm, trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã đi trên con đường hướng thiện và hướng thượng, thì tất cả những cái gì mà chúng ta ngày hôm nay đó là phải vật vã, phải đi bằng đường quanh đường quẹo, bằng hiểm ác của con rắn độc nó đi thế này đó, thì chúng ta không cần làm vẫn còn. Còn tất cả những người này làm á, để rồi thấy nó trên thế gian này rồi nó sụp đổ. Khi Đức Phật cùng với Ngài A Nan và Chư Tăng đi khất thực, đi ngang qua cái chỗ cánh đồng, thì Đức Phật trông thấy cái túi, Đức Phật biết là túi vàng. Đức Phật nói: "Này A Nan, đây là con rắn độc." Ngài A Nan nói: "Bạch Đức Thế Tôn, đúng là con rắn độc, con thấy rõ." Thế rồi đoàn Chư Tăng đi. Thì cái người nông dân á, đứng cài trên cái thửa ruộng, đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đi ngang qua, đã thấy Chư Tăng và chính cái vị này cũng đã ngừng cuốc để đảnh lễ rồi. Thì khi các ngài đi trong im lặng như vậy, thì cái người nông dân này nghe rõ cái lời đối đáp giữa Đức Thế Tôn và A Nan. Thì sau khi Chư Tăng đi qua rồi đó, thì cái người này đi đến cái chỗ đó, chỗ mà Đức Phật chỉ đó. Thì vậy này trông thấy cái túi mở ra, nó thấy vàng. Thì vị mẹ nói: "Đức Phật biết là vàng, nhưng tại sao Đức Phật lại nói là con rắn độc? Chắc là cái này không tốt." Thì vị này thấy vậy mới buộc cái túi vàng lại và xúc đất đắp lên cái túi vàng đó. Bây giờ tiếp tục đến cài ruộng. Thì vài tiếng đồng hồ sau đó, thì có một cái đoàn quân lính nó chạy ngang qua. Và nó có hỏi cái người nông dân này đó là có thấy những người nào mà chạy qua đây không? Thì cái người này nói không thấy, chỉ thấy Đức Phật và Chư Tăng thôi. Thì đi ruồng trên cái đám ruộng đó, cuối cùng thì nó thấy cái đất mới đắp nó khui ra, thì nó thấy cái túi vàng. Thì cái miếng cái túi vàng nó nằm trên cái ruộng của cái người này, thì ra nó lại nó bắt nó trói cái nông dân này đi, nó đánh. Rắn dữ lắm. Nói tại sao ăn cắp, khai ra đồng bọn của mình. Thì cái người nông dân nghĩ cái nói là: "Con rắn độc, con đã thấy rõ nó là con rắn độc. Đánh bao nhiêu cũng chỉ nói cái nhiêu đó thôi." Những người đó hỏi: "Mày nói lảm nhảm cái gì vậy? Con rắn độc là cái gì? Thấy rõ con rắn độc là gì?" Thì cái vị này nói là: "Tôi không có nói được. Chừng nào đó giải tôi về vua đi thì tôi mới nói được." Thì những người này mới giải về rồi gặp Đức Vua. Thì Đức Vua mới hỏi rằng là: "Tại sao cái túi vàng đó nằm trên ruộng của nhà ngươi? Ngươi có ăn cắp hay không?" Thì nói vị này nói là: "Con rắn độc, con đã thấy rõ là con rắn độc." Vị nó hỏi: "Nói cái gì vậy? Ăn cắp hay không ăn cắp thì nói rõ, sao nói vậy?" Thì cái vị này mới kể lại là khi Đức Thế Tôn đi ngang qua, đây chỉ do Ngài A Nan, nói: "A Nan, đây là con rắn độc." Thì Ngài A Nan trả lời đó: "Bạch Đức Thế Tôn, đây là con rắn độc, con đã thấy rõ." Thì Đức Vua khi nghe nói rằng Đức Thế Tôn nói như vậy đó, thì mới ngừng lại, mới suy nghĩ. Tại sao Đức Thế Tôn lại nói vàng là con rắn độc? Vì khi nó không phải của cải của mình, mà mình trộm cắp nó về, mình đi bằng con đường quanh co đó để mình đưa nó về với mình, thì nó chính là con rắn độc. Cho nên là Đức Vua mới tha tội chết cho cái người nông dân này. Vì người nông dân này không có tham lam, mà chỉ có ở gần con rắn độc thôi mà nó đã cắn đến giường đó. Còn nếu như hồi nãy giờ mà ôm cái con rắn độc vô đó thì
giờ này chắc là cái đầu nó không còn nữa. Nhưng mà chúng ta pháp ở thế gian này đó thì ôm nhiều con rắn độc chừng nào tốt chừng đó, cứ lương lương lẹo lẹo xảo trá ôm vô, ôm cho nhiều chừng nào tốt nữa. Vậy chưa thấy. Nhưng mà cái thấy đầu tiên, chứ cô nghĩ tất cả mọi người ở đây đều thấy, người ta ôm cái con rắn độc đó vào, người ta ôm cái thặng dư đó vào. Bởi vì trước là người ta nhân danh cho cái bản ngã người ta, sau người ta nhân danh cho cái luyến ái người ta, tức là để lại cho con. Thì con nó sẽ đốt cuộc đời của nó trong vũ trường, trong thác loạn, trong đủ cả mọi cái thứ trò chơi dục lạc cái thế gian này. Và nó sẽ còn nữa, trộm cướp ơi, rồi đó luật pháp quốc gia đi tới, rồi đau bệnh nó đi tới, vì ác nghiệp tạo ra. Thì không thể nói rằng bản thân mình không có nhận lãnh cái quả ác nghiệp đó xuất phát từ nơi thật. Vì khi cái ác gieo xuống từ nơi trong tâm thì nó đã kích thích tất cả những cái mầm bệnh nơi thân. Và vì vậy đó, tất cả những cái đồng tiền nó sẽ chống nạnh và nó đi ra. Nó đi ra cũng như là một cái cây giáo mà nó có hai cái ngạnh hai bên, đâm vô thì dễ mà rút ra thì nó tan mà. Đó là tất cả những cái gì mà chúng ta sẽ học lấy từ nơi cái bàn tay của ác nghiệp, là bàn tay của sự sai trái. Nó từ nơi cái ác nghiệp, từ trong cái sự quanh co của mình, nó lương lẹo của mình, thì nó phải lãnh cái quả. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng cái sự đau khổ của mình là do người khác gây ra, còn bản thân mình không có. Thưa quý vị, người khác gây ra chính là cái nhân kích thích đây. Họ là cái nhân kích thích đây. Họ tạo ra thiệt chứ không phải không thiệt. Nhưng mà họ tạo ra cũng như mình đã từng tạo ra để gieo khổ cho người khác. Bây giờ mình thấy gặp cái người nó ưa gieo như vậy xuống đó, để mình trở thành cái người nhận. Bởi vì cái nhân là cái mà mình đánh tới và người khác phải nhận. Cái quả là cái á, sau khi đó thì cái người khác đó họ cũng đánh y như lại, nhưng mà đánh lại mình để mình nhận đúng cái quả đó. Như vậy những gì mình phóng ra thì mình sẽ nhận lại. Đó là cái luật nhân quả. Hãy làm đi và chúng ta sẽ nhận đúng như vậy. Làm tốt chúng sẽ nhận được cái quả tốt, ta làm xấu nhận được cái quả xấu. Đơn giản như vậy mà chúng ta đây không chịu hiểu. Vì chúng ta nghĩ rằng có những cách tráo trở mà có thể gieo nhân xấu gặt quả tốt. Không có gặt được quả tốt. Đó là cướp giật cái quả tốt đó trên tay của người ta. Đó là hành vi ăn cướp, hành vi trộm cắp, hành vi phạm giới. Không có cái sự thật nào mà người ta gieo cái sự xấu xa xuống mà người ta lại nhận cái điều tốt. Điều đó chỉ có thể xảy ra trong thế giới của Atula. Là thế giới có thể nói những điều rất chân thật, nhưng mà sau đó cũng làm ác một cách chân thật, mà phủ nhận cái tốt của mình, làm mượn cái tốt của mình làm duyên để mà cướp bóc quả thiện của người khác, hoặc là tạo ra những cái quả thiện giả mà thôi, chứ không thể có. Đem tiền nhiều quá gửi đâu? Ở nhà băng. Nhà băng nào mà nó không có lộ cái tên tuổi của mình ra thì bí mật gửi được. Và bí mật thì nó ra đi cũng bí mật. Khi nào chết bất đắc kỳ tử thì ai sẽ nhận cái đó, nó cũng nằm trong bí mật. Và khi nào có cái tội ác gì liên quan người ta sẽ khui ra, thì nó cũng sẽ mất đi trong bí mật. Nhưng bí mật này không có nghĩa là tối đen, mà vẫn có người thấy người biết, vì nó có mật mã. Mật mã này có người giải được mật mã, vì có người ghi được mật mã thì giải được. Cho nên rồi có hưởng được đâu. Nhà bỏ quan cũng thành những ngôi nhà ma.
Bởi vì tâm ma quỷ thì phải có nhà cho ma ở chứ. Rồi mình sẽ về cảnh giới đó mà. Cho nên khi cứ trong đầu của mình mà mình có cái ngập ngừng, có cái suy nghĩ đây, hay để cho nó suy nghĩ, để cho nó chọn con đường thiện. Và cái mạnh mẽ nhất ở trong cái dòng sống của mình nó chính là những cái cảm xúc. Những cảm xúc nó chở theo những cảm thọ đây. Tức là khi mà các cái căn chúng ta tiếp xúc các cảnh thì cái cảm xúc nó phát sinh, nó kết với cái cảm thọ. Cảm thọ vui hay cảm thọ buồn, cảm thọ hỷ hay là cảm thọ ưu, những cảm thọ mà chúng ta hài lòng hay không hài lòng, thì tất cả những cái đó dẫn dắt mình đi. Nhưng mà đi tới cái chặng này, chặng của phân đoán là cái chặng phải suy nghĩ lại. Từ cái suy nghĩ này đó thì nó có hai cách để đưa chúng ta đi, đưa vào pháp thiện và đưa vào pháp bất thiện. Như khi nào trọng tâm chúng ta phát hiện mạnh lên thì cái phần phân đoán này nó dễ đi vào pháp thiện. Mà khi nào pháp bất thiện mạnh thì phân đoán này đi theo cái pháp thiện. Cho nên cái ý nghĩa sâu xa trong cái câu kinh pháp cú mà Đức Phật dạy chúng ta, việc thiện dù nhỏ mấy cũng là, mà việc bất thiện nhỏ mấy cũng không làm. Nhỏ nhưng mà nó tích lũy để tăng lên cái thiện. Nhỏ nhưng mà tích lũy để tăng lên cái bất thiện. Và cái khi mà cái phân đoán của chúng ta nó làm việc thì nó cực nhanh. Nó là thuộc vào cái diện phản xạ chứ không còn là phản ứng nữa. Bởi vì cái phản ứng thì chúng ta còn có ngập ngừng, có suy nghĩ được. Còn cái phản xạ là chạm vào cái là phát ra, chạm vào nó phát ra. Thế nó đưa vào trong vùng thiện là thiện phát sanh lên liền ở nơi tổng tập. Mà nó chạm vùng bất thiện thì bất thiện phát sanh lên liền. Không có thì giờ. Cực nhanh. Thì chúng ta chỉ có thể đó, làm giàu nó như thế này. Và cái đường tu của chúng ta, chúng ta chỉ có làm giàu được cái phát thiện. Chút xíu, làm giàu chút xíu, chút xíu, chút xíu. Cứ làm hoài. Làm từ trong suy nghĩ của mình. Có một cô đó hỏi sư cô thế này: 3 ngày con đi làm từ thiện thì như vậy là cái phước thiện của con rất lớn, phải không sư cô? Sư cô nói đúng. Nhưng mà không có nghĩa rằng 3 ngày đó không có pháp bất thiện. Cô mới hỏi chứ tại sao mà 3 ngày làm thiện mà đúng là có phước thiện lớn, tại sao có pháp phước thiện đi theo? Thì sư cô mới nói là khi cô làm thiện, cái ngày 3 ngày đó cô phát tâm cô đi làm từ thiện. Nhưng mà khi mà cô đi tới cái nơi cô làm từ thiện đó, cô không hài lòng với người này, không hài lòng với người kia. Khi cô không hài lòng là tâm cô bất thiện. Cô nói cái ông này đi chỉ nói không à, mà đằng bạn gái ta khuyên vậy mà nó nói không à, nói với ăn không à, có phủ cái tay nào, thằng cha nó đi thiệt là vô ích. Thì đó là pháp bất thiện mới khởi lên. Rõ chưa? Nhiều đó thôi, còn tất cả những cái chuyện khác tự mình biết. Thành ra 3 ngày đi làm từ thiện, tâm nó hướng về điều thiện, thấy không? Và nó đang làm điều thiện. Nhưng mà nó không phải là 100% làm phần thiện, mà hai pháp nó đang xen lẫn. Do khi trước cái cảnh đó, chúng ta đã ứng xử như thế nào trong từng cảnh nhỏ một, thì chúng ta đây có pháp thiện. Lần trước sư cô cũng có giảng này, người đi làm từ thiện với tâm thiện có trí thì phước mới lớn. Còn người đi làm thiện với tâm thiện thì thiện ly trí này đó, thì pháp bất thiện rất dễ nhảy vào. Còn không, cái phân đoán này là nó sẽ phân tích phán đoán và nó sẽ chuyển từ pháp bất thiện sang pháp thiện. Chắc là quý vị nhớ một cái tai nạn xảy ra hồi năm rồi. Thì cái đoàn này đi từ thiện,
Nó có một xe từ thiện lớn và một cái xe con. Cái xe con đó là chở gia đình của thí chủ, coi như chủ chốt. Những người khác là những người thí chủ là coi như là hùng phước vào. Thì khi đi tới cái chỗ ngừng xe, kẹt xe đó, thì người mẹ mới nói với con gái đó là: con đi lên cái xe lớn để mà đem thức ăn sáng ra mời bà con ăn đi. Thì cái cô này cậu nói: sao bây giờ con chóng mặt nhức đầu mà trong mình con khó chịu quá, thôi má đi giùm đi. Thì bà mẹ nghe vậy thì bà mẹ đứng dậy mở cửa xe đi ra cái xe lớn, lên cái xe lớn phát bánh mì cho em. Thì đến khi mà cái đèn xanh đèn đỏ đó, mở đèn cho đi qua, thì cái xe đằng sau nó chạy thế nào không biết mà nó đứt thắng, nó trùm lên cái xe nhỏ. Thì toàn bộ trên xe nhỏ không còn ai, trong khi cái người mẹ còn ở trên cái xe lớn. Quý vị thấy đây là một cái ngày từ thiện, đây cái ngày làm việc thiện mà cái quả nó trổ xanh như vậy. Thì quý vị thấy là khi mình là cái người có cái người thân mình ở trong cái xe đó, thì quý vị thấy cái tâm mình nó nhuộm đen liền. Và bây giờ khi cái sự việc nó xảy ra như vậy thì hai vợ chồng con gái đều chết hết. Bây giờ mình còn hai đứa cháu ngoại ở bên Mỹ, bây giờ về để chăm sóc cho cháu, để đối diện. Nhưng mà khi mà đưa ra tòa thì cái người bà Quỳnh Thị Cẩm này bãi mạng, nói rằng tôi không có kiện cáo gì, cũng không có yêu cầu gì với người tài xế này, bởi vì cái xe nó đứt thắng, không làm sao được hết. Mà con tôi nó chết thì đã đành rồi, nhưng bây giờ tội nhất cái gia đình người tài xế này mới sống làm sao nè, phải ở tù, phải bồi thường, phải đủ cả mọi thứ hết. Thì vợ con lao đao lận đận, cho nên bà không nhận một cái sự bồi thường nào hết, cũng không thưa kiện, cũng không gì. Quý vị thấy không, trước một cái sự bức xúc kinh khủng như thế mà cái phân đoán này nó chuyển về pháp thì đó. Thân nhân mình chết hết, làm sao không bức xúc, làm sao không đau buồn. Đối diện với một cái hiện tại bây giờ là phải trở về và phải nói làm sao với hai đứa cháu ngoại đây, phải sống ra sao đây. Nhưng mà người ta vẫn nghĩ về cái pháp, và pháp hiện này đã chiến thắng. Cho nên là không có thù hận, cũng không có thể hiện bất cứ một sự bức xúc nào cả, mà đây đó thể hiện cái tình thương. Mọi người này đúng là làm từ thiện, từ bi có thật. Và đây là cái hình ảnh của Đức Quán Thế Âm trong đời thường. Đấy, cái thiện nó phát sanh như thế. Nên cái phân đoán khi nó có mặt ở trong cái chỗ đó, nó có thể chuyển đổi từ cái pháp bất thiện này trở thành pháp thiện. Nó duyên từ pháp bất thiện, thì đương nhiên nó phải đi với pháp bất thiện, là sao mà không đau buồn cho được. Nhưng rồi sau đó suy đi nghĩ lại thì nó duyên vào pháp thiện. Quý vị thấy rõ như thế. Đây là những cái hoạt động tinh tế trong cái đời sống nội tâm của mình. Bởi vì cái quả nó bất thiện thì đương nhiên cái tâm mình nó phải đau buồn. Nhưng mà khi nó diễn ra như vậy đó, mình thấy cái đau buồn của mình, nhưng cũng thấy cái đau buồn của người khác. Cái đau buồn của mình có thể xoa dịu được, bởi vì hai đứa cháu mình á, khi cha mẹ nó không còn thì xã hội có thể nuôi nó được, chính phủ có thể trợ cấp nó được. Mình còn sống đây mình có thể lo cho nó được. Về vật chất mình không có bị coi như là một cái áp lực nào hết. Nhưng mà cái người tài xế này với vợ con người ta thì bị áp lực cực kỳ trầm trọng. Cho nên nghĩ tới nỗi buồn của mình á, nghĩ tới cái bất hạnh của mình thì đau buồn thiệt. Nhưng nghĩ tới cái bất hạnh của người khác thì lập tức giải quyết bằng tình thương. Thì nó chuyển qua cái chỗ này, nó thành ra pháp thiệt. Thì thấy cái vai trò có mặt của cái tâm phân đón chứ. Cho nên trong cái đời sống đó, mình làm cái gì mình cứ cân nhắc, mình cứ suy nghĩ.
lấy tất cả cái tâm thành của mình để mình sống, mình hiểu, thì mình sẽ có thể đi vào con đường thiện. Và cái ngã rẽ này nó sẽ đưa cái đời sống tâm linh của mình đi lên hoặc là đi xuống. Và những người mà giải quyết như thế này thì những cái năm tháng còn lại sống với cháu của mình á, chắc chắn tinh thần nó không có suy sụp, và có thể nuôi dạy con cháu của mình á vững chãi. Cho nên mình phải cân nhắc trong cái lòng mình á, nuôi dưỡng cái nỗi buồn hay không nuôi dưỡng nỗi buồn, chọn lựa đi. Sự đau khổ có mặt trong đời sống chúng ta, nó bào mòn cái cuộc đời, nó là những cái thứ axit, nó đi tới đâu á là nó làm cho bốc cháy đến đó, và nó để lại cái chết, nó để lại sự thiêu đốt, nó để lại sự hoang phế, nó không nuôi dưỡng được sự sống. Chúng ta hỏi trong tâm của mình á, có nên tiếp tục cái nỗi buồn không? Hỏi đi. Nếu nó tiếp tục thì nó sẽ đi về thế giới gọi là con cái của ma dương. Còn nó nói không tiếp tục là nó đi vào cái con đường của chư Bồ Tát và của chư Phật. Cho nên mình nói về Tây Phương Cực Lạc, cái niệm Phật nó chỉ là sự bình yên để đưa đến sự sáng suốt. Niệm Phật là pháp thiện, nhưng có thể duyên với pháp bất thiện và có thể duyên với pháp thiện. Nó chưa phải là cái đỉnh điểm để từ cái chỗ đó đó mà chúng ta có thể là có những cái quyết định đi về đường thiện, đường bất thiện. Tất cả những quyết định này nằm trong trí tuệ, nó chưa nằm ở sự bình an. Bình an nó là cái nền để cho sự sáng suốt và trí tuệ phát sanh lên. Cho nên phải học giáo pháp. Không học giáo pháp thì không nói đến trí văn, trí tư và trí tu. Cho nên có tu mà tu mù, có tu mà tu mò, có tu mà tu tủ. Đi tu tủ không? Mua sách về chắc tủ. Mua sách về chắc tủ để đó thì, tại vì đi chùa thì có khi thì ta ấn tống người ta tặng, có khi thấy sách đẹp quá hay quá thì mua, nhưng mà hay rồi tại vì nghe người ta khen hay thì về chắc tủ đó, ngày ngày ngó thấy cũng yên tâm. Tại vì tất cả cái gì mà đẹp đẽ nhất của cái về Phật pháp thì mình có nhà mình rồi, vậy là yên tâm rồi. Vậy đó là gọi là tu tủ. Mấy người đó hỏi tại sao người ta nói ngu mà ngu như bò. Thì có người mới giải thích rồi mới nói ngu như bò tại vì mình mở cái bụng con bò ra thì trong bao tử nó có những cái miếng này, gọi là những cái lá sách. Thành ra nó trong bụng nó chứa một cái kho sách, nhưng mà cái đầu nó không có cái miếng sách nào trong đó. Nên sách là nó. Cho nên người ta mới nói là ngu như bò, chứ không có nói ngu như trâu, không có nói gì hết, ngu như bò. Có sách mà không đọc. Còn mình thì không phải ngu. Ngu sao biết mua sách vậy? Ngu sao ta tặng sách rồi biết sách hay đem về cất? Không có ngu. Mà vì mình thích tu tủ chứ không phải mình ngu. Như vậy chúng ta thêm một cái sự phân biệt nữa, mình sư cô nói lại là tại vì thế này. Tại vì cái quan trọng là khi mình nghe xong mình ứng dụng, cái tập ứng dụng. Thì khi mà cái cảnh mà nó xảy tới thì thường thường đó, khi mà mình nghĩ một cách mà gọi là đơn giản đó, mình có đổ thừa cho cảnh không? Đổ thừa cho cảnh không? Chứ không bao giờ nghĩ rằng là nó chứa sẵn nên mình đấy. Pháp thiện và pháp bất thiện nó có sẵn rồi. Mình không bao giờ nghĩ cái chỗ nào. Mình cứ nghĩ cái thiện và bất thiện ở bên ngoài. Thì bên ngoài ta cũng như mình vậy. Bây giờ đây là một cái chúng sanh. Thì cái chúng sanh đó, người nam hay người nữ gì, thì cái chúng sanh này người nam hay người nữ gì, thì pháp thiện, pháp bất thiện là ai cũng có.
Và khi mình tiếp nhận cái sự giận dữ người ta là cái pháp bất thiện người ta đang khởi sanh, người ta nổi nóng mình cũng nổi nóng lên, nhưng mình thấy người ta nổi nóng có lỗi, còn mình nổi nóng là đương nhiên nổi nóng. Rồi mình mới nói tại nó chọc tôi nổi nóng chứ đâu phải tôi nổi nóng đâu, tánh tôi cũng hiền lắm chứ tôi đâu có nóng đâu, tại nó chọc tôi mới nóng lên á. Thành ra cái nóng của tôi là lỗi của nó, tôi không có lỗi trong cái chuyện nóng. Cái đó là cái tâm mình muốn ngụy biện cỡ nào cũng được hết. Nhưng mà cái ổ này nó đã chọc lên rồi á thì nó sẽ cháy bỏng trong sắc pháp và tâm pháp. Là như vậy đó, thì cái dòng pháp bất thiện này nó mình nó chỉ tăng lên thôi, nó không có giảm. Và khi nó phát sanh lên thì sắc pháp này héo úa. Sắc pháp này đó sẽ làm cho những cái mầm tật bệnh mà nó ủ sẵn bên trong, bây giờ nó có cái điều kiện để nó dương lên. Nhưng mà chúng ta để tránh khỏi cái chuyện mà nghĩ xấu về mình á, thì phải đổ tội cho hoàn cảnh, đổ tội cho người khác. Cái đó là cái tâm tối trong cái ngã của chúng ta. Lấy cái đổ thừa là chủ yếu, để cho cái ngã mình không bị bôi bẩn, mình không dám nhìn ra một cái sự thật. Cái sự thật đó đòi hỏi chúng ta phải có phân tích và phán đoán cho đúng. Đúng là cái người mà họ đang chửi mình đó, họ dùng cái pháp bất thiện họ khởi sanh mình. Nhưng mà họ chửi mình xong cái mình tái mặt rồi đó, thì đây là pháp bất thiện đang khởi sanh lên này. Như vậy cái lúc đó hai cái chúng sinh này đây pháp bất thiện đang khởi sanh này. Thì đây pháp bất thiện cũng khởi sanh nên có khác gì nhau đâu, không khác gì hết. Chỉ có khác là người này đó là đổ thừa cho người này, A đổ thừa cho B, B đổ thừa cho A, thì rốt cuộc hai người đều vô tội hết. Và nói hơi thì người ta cũng không biết nó tại sao, bởi vì người ta không biết là cái trứng có trước hay con gà có trước. Rốt cuộc cái gà với trứng nó thành một. Nhưng mà con gà nó nói tôi là con gà, cái trứng là cái trứng. Tức là tôi dẫn đúng, người khác dẫn sai. Thì cái trứng nó cũng nói tôi là cái trứng, tôi cũng phải con gà, cho nên con gà sai, cái trứng đúng. Nó cứ như vậy nó tranh cãi nhau, mà cuối cùng nó không nhận ra là cả hai bên nó giống nhau. Ở cái chỗ là để cho cái pháp bất thiện có mặt và nó chiếm lĩnh hết toàn bộ. Và cái này nó gây sự hủy hoại cho bản thân mình và nó hủy hoại trong tâm người. Và cái đó để khi mình tái sanh bất cứ đâu thì những cái gì có trong tâm của mình nó phát sinh và nó câu thông những cái bên ngoài, nó làm thành một cái nghịch cảnh trong cái đời sống. Như vậy chúng ta phải nhận ra cái điều này để mà bảo vệ cái tâm của mình. Khi mình nổi nóng không thể tránh khỏi được, nhưng mà nóng xong hạ để chuyển rồi, để dạy dỗ nó, để nuôi dưỡng. Chứ còn nếu mà nói không nổi nóng, chỉ có một người không nổi nóng, người đó là Đức Phật. Còn toàn bộ là nổi nóng hết. Có người nổi nóng ra mặt, có người nổi nóng ở bên trong. Khi cái tâm mà nó mạnh thì nó hiển ra ngoài, khi nó yếu thì ngầm bên trong. Cái người mà không có ác á, nhiều khi nó hiển hết ở bên ngoài, cái người có ác giấu bên trong. Nó thiên hình dạng trạng, cái cách của nó thuộc về cái tướng của tâm sân á, nó hiện ra cực kỳ đa dạng. Nhưng mà cái bản thể của tâm sân nó chỉ có một mà thôi. Bây giờ chúng ta nói qua về cái tâm động tốc. Cái tâm động tốc này đó, nó còn gọi là cái tác hành tâm. Tác hành tâm này tức là tâm tạo nghiệp.
cái tâm động tốc này đó, mà nếu mà nói cho chúng sinh ở cõi dục thôi thì nó có tất cả là 29 tâm động tốc. Cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. 29 tâm này thì chúng ta thấy tâm đầu tạo nghiệp đầu tiên là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Có nghĩa là 12 bất thiện tâm. Cái thứ hai nữa là 8 thiện dục giới. Rồi. 5 thiện vô sắc giới. Rồi, chúng ta sẽ tới 4 thiện vô sắc giới. 5 thiện sắc giới và 4 thiện vô sắc giới. Như vậy đó gọi là 29 tác hành tâm thiệt thế, tức là 29 cái tâm động tốc nằm trong thế gian pháp. Có nghĩa là nằm trong luân hồi. Vậy thế gian pháp gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta có 17 cái tâm thiện và 12 cái tâm bất thiện. 29 cái tâm này nó đưa chúng ta luân hồi trong thế gian. Bằng cách là nó tạo tác nơi cái phần động tốc này đây. Khi mà cái tâm thức chúng ta khởi lên thì nó đi theo một cái trình tự, và cho đến cái phần động tốc đây đó là cái phần mà nó có một cái khả năng là nó tạo ra cái hạt giống, nó gieo xuống cái hạt giống, và nó làm cho đó những cái hạt giống này có thể trổ ra quả. Thì như chúng ta thấy đó, khi mà 12 cái bất thiện tâm này đó nó được gieo xuống, nó gieo bằng cách tạo tác nơi cái động tốc đây, thì nó sẽ trổ liền các cái quả nằm đây. Đây là quả bất thiện vô nhân. Vậy là 12 tâm bất thiện là nó sẽ trổ ra các quả bất thiện vô nhân mà thôi. Có tất cả là 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân. Như vậy đó, cho chúng ta thấy rõ là một lần nữa đó, lặp lại đó, là cái suy nghĩ của chúng ta chưa làm gì hết, chưa nói, chưa làm gì hết, thì nó đã có khả năng nó tạo nên quả nghiệp rồi. Suy nghĩ không tốt lập tức tạo ra tất cả những cái quả không tốt rồi. Như vậy hỏi ai làm cho mình? Mình có nói người ta chơi xấu mình, nhưng cái người chơi xấu mình lại chính là mình, chứ không phải người khác. Còn cái người khác á, chẳng qua là nó đóng cái vai trò, nó thế mình để cho mình thấy mình làm ác thì khổ sao, bằng cách nó làm cho mình thấy khổ. Đi rõ này chưa? Đây là những cái điều mà sư cô có phải lặp đi lặp lại hoài.
là mình đừng có tưởng rằng mình gieo khổ cho cái người A này, gieo khổ cho cái người B này. Thì đừng có nghĩ rằng là mình sẽ có cách để làm cho cái người B này không biết mình là cái người ác như thế. Người ta sẽ tin tưởng mình. Bây giờ chúng ta nói thế này. Cái đầu tiên đó là mình chơi xấu với cái người B này đó là mình biết trước. Vậy quả trổ xanh trong tâm này. Bây giờ cái người này nó ngu lắm, nó không biết, mà ai nói nó cũng không nghe. Bây giờ nó tin mình quá, nó không nghe. Nhưng thân huệ mạng chung biết liền. Như chúng ta làm người vậy, chứ có cái thì chúng ta rất là thông minh, nhưng mà cũng có cái chúng ta bị ngăn che. Là giữa mình với ma, mình có cái thông minh á, mà có cái lực hơn cái thế giới của loài ma, là ở chỗ là mình, cái trí tuệ mình rất mạnh, sức mình rất mạnh. Nhưng mình thua ma ở chỗ là ma có thể biết ba kiếp quá khứ và ba kiếp tương lai. Và vì vậy đó, khi mà hại cho nó chết rồi, nó nhắm mắt rồi nó biết liền. Đó là cái mà người ở dương gian này không hiểu được điều đó. Và vì vậy cái quan trái nó sẽ kết với nhau, nó đeo đuổi nhau. Nhưng chuyện đó không có lớn, chuyện nó không có quan trọng. Cái chuyện quan trọng á là khi mình chơi xấu A này, chơi xấu bằng cái tâm gì, nó ngoắt ngoéo ra làm sao, thì mình sẽ ở trong cái thế giới của những cái chúng sanh nó có cái tâm y như mình vậy đó, để nó cũng hành động và mình sẽ tiếp nhận như là B đã tiếp nhận vậy. Cái điều này là cái điều không thể tránh khỏi. Trong khi cái điều mà mình từ A này, mình là A, mình giao cho B này đó, là có khi tránh khỏi. Bởi vì nếu B này thật sự nó là cái người hiền lành chân chất, nó là người biết tu tập, thì nó sẽ không có đeo đuổi mình, nó không có hại mình, nó tha thứ cho mình. Thì coi như cái mối quan hệ A B này đó, cái thù oán cá nhân này có thể người ta tha thứ cho mình hết rồi. Nhưng cái mình gieo xuống bằng tâm, nó trổ quả bằng tâm này đó, thì không có vấn đề tha thứ. Vấn đề nó đã có sẵn, nó hiện bày sẵn. Thì bây giờ mình tái sanh bất cứ cảnh giới nào thì nó sẽ câu thông với cái cảnh mình, và nó sẽ có mặt. Tại sao mình nuôi con, mình coi con còn, nhiều người coi con còn hơn cha mẹ nữa. Rồi cuối cùng nó giết mình. Con giết cha giết mẹ nè. Sự thật là có, đâu phải là không có. Tại sao nó giết mình? Tại vì nó đã đeo đẳng từ nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì một cái lẽ thứ hai mà nó từng giết cha giết mẹ. Cho nên cái người cha người mẹ mà bị con giết á, không có đau về cái chết của thể chất, mà cái đau về tâm linh đi không biết bao nhiêu kiếp. Và cái nỗi đau đó nó nối vào trong cái quả mình đăng đẳng. Mình phủ phàng người ta được, là bởi vì chính cái người phủ phàng đó đã từng làm như thế mà. Cho nên cái người bị người ta phủ phàng đó, nhận thức ra thì thoát. Còn cái người đã gieo xuống cái sự phủ phàng đối với người khác chưa thoát, không có nhận ra một cách rõ ràng cái chân lý này đó, thì chúng ta không có giải được cái nỗi phiền não của mình. Và cái không giải được thì có nghĩa là những cái phiền não này nó chỉ tăng và không bao giờ giảm. Vì vậy một cái kiếp nhân sinh này, dẫu chúng ta có giàu bao nhiêu, dẫu chúng ta có tiếng tâm bao nhiêu, có được mọi người ngưỡng mộ bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta vẫn trong tâm tối mà thôi. Tâm tối từ trong tâm của mình. Và cái quả bất thiện này nó sẽ đeo đẳng mà. Sao thoát khỏi được? Cho nên chỉ của mình mới đưa mình ra khỏi cái tâm tối mà thôi. Đưa mình như vậy phải hiểu biết. Hiểu rõ, thấy rõ, biết rõ, thoát. Hiểu không rõ, thấy không rõ, biết không rõ, còn vướng. Gỡ cái mối bên này nó dính mối bên kia, gỡ bên kia nó dính mối bên nọ. Chừng nào chúng ta biết rõ, nhận định rõ, chúng ta biết tháo tới đây ngừng, tháo bên này, tháo bên này ngừng tới đây, tháo tới bên này,
bởi vì nó có cột chặt nhau bằng một cái mối quan hệ nhân quả chằng chịt với nhau. Thay vì trách người ta, suy nghĩ lên mình, mình sẽ giải lần những cái phiền não của mình sẽ bảo vệ được cái tâm của mình. Còn không chúng ta không bảo vệ được. Mỗi một ngày đó, khi chúng ta sáng suốt thì cái phần tối này mới che khuất đi, mà khi chúng ta phiền não thì nó văng lại. Cứ tối rồi sáng trong tâm thôi. Tối sáng hoài. Cứ kiểm tra lại thì sẽ thấy cái điều này rất đúng. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta rõ như vậy để chúng ta thực hành. Thực hành và biết rõ. Và chúng ta đây có thể kiểm soát được. Thế khi cái tâm mình sáng suốt, mình nhận định vấn đề, mình sẽ nhìn thấy cái hơi thở mình, nhìn thấy sức khỏe mình. Khi cái tâm mình á, nó chuyển qua một cái phần mà nó phóng dật rồi đó, thì mình sẽ thấy sức khỏe mình, thấy hơi thở mình, kiểm tra được liền. Cho nên Pháp Phật cực kỳ thực tế và cực kỳ gần gũi với mình, vì nó ở chính trong cái sắc pháp và ở trong cái tâm pháp của mình, chứ nó không phải ở trong những cuốn sách mà người ta chép lại trong kinh điển của Đức Phật. Đó chỉ là một cái phương tiện, và cái phương tiện này đó, khi mình hưởng được cái tài sản của Đức Phật rồi đó, thì nó trở thành máu thịt của mình, và nó là tài sản của chính mình. Như chúng ta sẽ thấy thế này, là khi mà cái tâm động tốc này đó, theo cái thông thường đó, thì nó sẽ lặp lại 7 lần. Thì khi đó, nó lặp lại 7 lần như vậy đó, so với cả một cái chuỗi hoạt động của nó, là nó gồm tất cả là nó là 17 cái tâm tất cả đó, thì một mình nó đã 9, 7, 8. Thành ra cái nơi đây nè, nơi đây cái tâm tạo tác nè, gọi là cái tác thành tâm này, nó có một cái năng lực là nó tạo nên cái sức mạnh của cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và như là nhiều lần á, cô có trình bày quý vị vậy. Thông thường ra thì trong tâm mình nó có hai cái lớp. Một cái lớp thiện và cái lớp bất thiện. Nhưng mà luôn luôn nó có sự xáo trộn luôn ở trong này, nó thay đổi. Và nó đan xen lẫn nhau, nó có cái này. Nhưng mà cái hoạt động của nó đó, hãy khi nào mà cái pháp bất thiện mà nó khởi sanh lên trong cái tâm, trong cái động tốc đó, thì nó sẽ phủ trùm lên hết. Trong cái tâm mình cái lúc đó là những cái pháp bất thiện nó che kín. Và như vậy đó, nó có một cái năng lực đó, nó làm mạnh mẽ những cái chủng tử tốt và chủng tử xấu, để nó gia tăng cái luồng nghiệp này. Trong tâm mình nó có hai cái luồng nghiệp, hai cái luồng nghiệp. Thì pháp thiện nó sẽ gia tăng cho pháp thiện, và pháp bất thiện nó sẽ gia tăng cho pháp bất thiện. Thành ra hãy khi nào trong cái tâm mình đó mà nó có một cái sự tốt đẹp á, thì nơi đây nó sẽ phát sanh đẹp. Nó nhuộm như vậy. Cho nên nó thường mà mình không hiểu đó, mình cứ nghĩ rằng đó là rồi bình tĩnh lại thì mọi chuyện đó mình sẽ có thể biết rõ hơn, sáng suốt hơn. Đúng vậy, chuyện đó không sai. Nhưng cái mình chưa biết rõ là cái lúc mình bôi đen nó và mình tô đậm cái dòng nghiệp này đó, thì nó cái năng lực của nó càng lúc càng mạnh mẽ. Cái đó là cái mình phải nhớ ra. Và cái sự mạnh mẽ này là nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều ở cái chỗ phân đoán. Ảnh hưởng nhiều lắm. Cho nên nó cái này nó ảnh hưởng tới trong cái sám hối. Ví dụ như bây giờ cái lúc mình làm sai, nó nằm ở cái đây. Trong đời mình có cái lúc mình làm sai rồi. Khi mình làm sai rồi đó, thì cái pháp hối đó, nó luôn luôn nó có mặt. Nó cứ có mặt.
có mặt. Có khi nó liên tục, có khi nó cứ nhảy lên. Thì cái pháp sám hối của mình á, sau khi mình thấy cái điều sai này rồi, nhận rõ cái điều sai này rồi, thì cái lời nguyện của mình là không làm cái điều sai. Cho nên khi cái này đó mà nó bắt đầu nó trở lại, thì chúng ta nên nhớ rằng khi nó trở lại thì cũng có nghĩa rằng những cái pháp hối này á, nó cũng có cái khả năng như là lúc nó tạo tác. Bởi vì cái khả năng của nó là gì? Khả năng của nó là bôi đen cái tâm của mình, và nó làm cho cái dòng nghiệp bất thiện của mình càng thêm mạnh mẽ. Vì nhớ chưa? Cho nên trong cái pháp sám hối đó, mà mỗi lần mình làm sai, mình làm lầm lỗi cái điều gì đó, khi nó trở lại thì đúng vào lúc nó trở lại, mình thấy nó trở lại thì mình nguyện ngay lúc này: con đã biết con sai rồi, con xin lỗi, con nguyện đời đời kiếp kiếp con không dám làm như vậy. Thì nó sẽ ra được. Và cứ thế mình làm điều thiện, làm tiếp theo, thì những cái này đó nó sẽ thưa thớt lại, nó sẽ yếu lại. Và như vậy cái kho mà về pháp thiện của mình nó tăng lên, và nó cứ tăng lên. Và do giờ cái lực tăng lên đó mà khi nó khởi dậy, nó khởi sanh trở lại, mình thấy nó và mình nguyện và nó ra đi, nó trở lại rồi mình nguyện nó ra đi, và cứ như thế. Thành ra mới nói là trong cái lúc mà mình hành cái thiền tứ niệm xứ đó thì bao giờ cũng vậy, những cái pháp bất thiện nó thường khởi lên. Những cái gì mà từ xa xăm trong cái dòng nghiệp nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ mình ngồi mà càng yên chừng nào thì nó càng khởi lên nhiều chừng đó. Thì khi cái người mà không hiểu biết đó, người ta sẽ không có vui. Ai ta nghĩ tu thiền không có an lạc gì trơn, tu thiền thấy toàn là cái gì bậy bạ, không thà không tu mà thấy tâm mình nó yên ổn hơn, à không tu mình được cái pháp thiện nhiều hơn vậy. Vì người ta không hiểu biết. Bởi vì khi yên ổn vậy nó khởi lên, và khi nó khởi lên như vậy mà chúng ta chỉ cần nhận rõ nó thôi thì nó sẽ suy yếu, và nó sẽ khởi lên, nó sẽ tiếp tục nó khởi lên và nhận rõ nó suy yếu. Và đó là cái cách để cho nó biến mất trong đời mình bằng cái pháp của tuệ giác. Chị hiểu này chưa? Còn không đó là cái tâm dục giới của mình á, là luôn luôn muốn có cái hỷ và cái lạc đó, thì làm cho mình từ chối cái này, là làm cho mình không có được vui, làm cho mình cảm thấy rằng cái này nó làm sao á, nó không được như mình mong muốn. Thì cái đó là mình chưa biết cái pháp tu, chưa biết cái giá trị của cái chánh niệm về cái thấy biết của mình. Bởi vì cái thấy biết này là một cái năng lực mạnh mẽ của cái tâm thiện trí, mà mình rèn luyện là rèn luyện cái đó. Chứ còn mình có phước mới nổi dậy mà. Cũng giống như bây giờ mình nói đi, cái nhà mình nó lớn quá mà ăn cướp ăn trộm nó trốn trong này đó, mà bây giờ cái yên tĩnh quá không còn cái gì nữa hết, nó mới từ từ nó sắp hàng đi ra, thấy không? Mà nó đi ra mà mình biết cái cách thì nó ra luôn, chỉ có vậy thôi. Còn hơn nó cứ ở trong nhà quá, nó cứ núp ở trong tâm mình quá. Bởi vì tất cả những cái gì mà nó thuộc về không hài lòng, nó thuộc về những cái sai trái của mình á, nó khởi lên nó tác động vào cái cảnh lúc đó, rồi nó lại là chìm xuống. Dùng cái chữ chìm xuống chứ cái gì biết nó nằm đâu, nó nằm trong sở hữu tưởng. Nó ghi trong sở hữu tưởng. Và sở hữu tưởng này nó có cái năng lực đó, là khi luân hồi trong bao nhiêu kiếp, nó vẫn có khả năng tái tạo trở lại. Và tự nó tái tạo, không phải là tự mình muốn tái tạo đâu. Mình muốn thì rất ít, mà tự nó thì làm rất là nhiều. Cho nên khi người ta đắc cái thần thông mà về vấn đề là túc mạng thông đó, là cũng nhờ rèn luyện cái tưởng mà thôi. Tất cả những đứa trẻ thông minh học hành đó, mà giỏi giang cũng nhờ rèn luyện cái tưởng đúng như mà thôi. Một cái người mà đi ra làm việc trong cái nghề nghiệp chuyên môn của mình giỏi giang cũng nhờ cái tưởng đúng như mà thôi. Người có cái thần thông là cũng nhờ rèn luyện cái tưởng này là có những cách để đi về quá khứ. Cho nên là khi chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta phải có sắp đặt rõ ràng, để chúng ta nhớ lại cái sự sắp đặt đó. Cái khi mà chúng ta đem ra ứng dụng mà nó đầy những cái bất cắc, mà nó sụp cái chỗ nào là chúng ta biết là trong cái hệ thống chúng ta thiết lập đó, những cái điều kiện này, cái duyên này, cái yếu tố này đó,
là nó không phù hợp được thì chúng ta chuyển đổi rất nhanh. Cũng như một cái người lãnh đạo nó khác với một cái người thi hành ở chỗ, là cái người lãnh đạo người ta phát họa được cái công việc nó sẽ diễn tiến như thế nào, người ta bố trí người làm trong cái việc đó, và người ta nó còn dự đoán rằng nếu cái việc này nó suôn sẻ đó thì nó sẽ đi như thế này, mà nó không suôn sẻ phải thay thế bằng cái gì. Và nếu nó không nằm trong dự tính mà nó vẫn không suôn sẻ nữa thì người ta cứ trên căn bản đó người ta có thay đổi từng điểm một. Còn cái người không hiểu biết nó sẽ suy sụp. Còn cái người mà chỉ là lính trơn thôi đó, không phải cái người mà tổ chức đó, thì người ta sụp xuống chỗ đó là không biết làm gì nữa. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. Và cái sự tu tập cũng vậy. Khi mà chúng ta rèn luyện cái tưởng của mình trong cái công việc của cái đời sống hàng ngày, là làm cái gì cũng thấy cái chánh cái phụ, làm cái gì cũng thấy cái này trước cái sau, làm cái gì cũng thấy cái tính chất hệ thống của nó, phân tích ra làm cái này, lắp ráp lại nó phải ra một cái hình thể này, là mình quen nhìn thấy cái vấn đề như vậy rồi. Thì khi mình xoay chuyển rất dễ. Và về mặt tâm thức đó, khi mà chúng ta rèn luyện những cái này thì cái tâm ta lập tức sáng suốt. Thì chúng ta thấy nó là chúng ta biết mà. Còn ta biết nó đi về đâu, và nó biến chuyển thế nào người ta sửa đổi. Cho nên là cái khi mà những cái pháp này mà nó khởi sanh lên trong cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta đó trong lúc hành thiền chúng ta cứ để cho nó khởi lên, đó là điều tốt. Chỉ có những người mà nặng cái bản chất của cái người ở cõi dục đó, là muốn cái gì nó xảy đến cho mình nó cũng phải mang theo cái hỷ lạc hết đó, thì mình phải nhớ rõ đó, cái mong muốn đó chính là cái dấu vết của tâm thần. Còn phải thấy thêm một chút nữa thì nó mới là rèn luyện được cái tâm thiện trí. Cho nên là cần phải nắm rõ từng thứ một, để đến khi mà chúng ta đi vào trong cái việc mà chúng ta xem xét lại những cái gì nó xảy ra nơi thân, những gì nó xảy ra nơi tâm của mình đó, thì mình sẽ thấy rõ dần dần, không có vội vã. Đừng có làm cái chuyện khôi hài đó, mà cứ mỗi lần mà giữ cái khóa tu về thì cứ nghĩ là không biết bao nhiêu khóa tu nữa là mình đắc đạo đắc quả ở đây, cái đó là cái chuyện quá khôi hài. Không có nên làm chuyện đó, mà chỉ nên làm cái chuyện đó là mỗi lần mình hành trì như vậy đó, là trong tâm mình khởi lên cái gì và mình biết rõ nó không. Nó đã trở lại bao nhiêu lần, bao nhiêu lượt, nó đã trở thành cố hữu trong cái tính cách của mình phải không? Thì cái đó thấy cái dòng nghiệp, thì cái đó thấy cái tập khí, thì cái đó thấy cái khuynh hướng, thì cái đó thấy con đường tiến hóa và con đường thoái lạc. Tu phải làm cái chuyện này, chứ không phải là lúc nào cũng đắc đạo quả hết, không có chuyện đó đâu. Đơn giản vậy đó. Cho nên là phải tỉ mỉ từ chút một trong cái đời sống nội tâm. Mình nhớ rằng là cái động tóc này khi nó đi 7 lần như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu là nó có một cái năng lực đó, nó tích trữ thêm, nó làm mạnh mẽ thêm cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Và như vậy chúng ta sẽ thấy đó, một giây đồng hồ đó, nó đi 1.000 tỷ lần. Thì cái sự suy nghĩ không có vui của mình hoặc sai trái của mình nó lặp đi hàng tỷ lần, hàng ngàn tỷ lần, thì như vậy cái quả của nó trổ xanh sẽ là hàng ngàn tỷ lần. Mình chịu nổi không? Cái sự đau khổ mà nó lặp lại hàng ngàn tỷ lần, và hơn thế nữa, tức là nó đâu có một giây đồng hồ, thì mình chịu nổi không? Mình cứ nói gì? Mình cứ suy nghĩ cho nó rõ ràng, tìm hiểu cho nó rõ ràng, để rồi tự bản thân mình thấy, khi mình biết rõ thì tự nó sẽ liều bỏ. Thì cái con người đó đều có, ai cũng có một cái khuynh hướng là muốn tìm đến niềm vui, là muốn đi tìm một cái sự hạnh phúc, muốn tìm sự bình an, không ai muốn đi tìm sự bất an cho mình. Mặc dầu ma dương nó có một cái hạnh phúc mà nó làm cho người ta bất an, nó gây tai họa cho người khác, nó hành hạ người khác, trở thành một niềm vui của nó,
nhưng bản thân của nó mà phải ở trong trạng thái đó nó vẫn đau khổ. Nhớ nha, người ta hành hạ người khác để người ta được là hạnh phúc, được vui vẻ, nhưng mà bản thân người ta bị hành hạ, người ta vẫn đau khổ. Thành ra cái tâm của ma thì nó hành hạ người khác, nhưng mà khi đó nó bị hành hạ thì nó vẫn ở trong địa ngục như thường, không có sai khác đâu. Cho nên chúng ta học để biết về cái tâm của mình, nó có cả hai thứ, nói một cách đơn giản. Và nếu mà nói á, mà nó hoạt động lên á, thì nó thiên hình vạn trạng. Chúng ta phải từ từ chúng ta tách nó ra. Và cái công việc mà chúng ta thấy biết nó, công việc tách nó ra, đó là công việc chúng ta phải làm, mà không có ai làm cho mình cả. Và cái công việc đó chính là sự tu tập của mình. Chúng ta đọc sách, chúng ta quen nói là phải diệt trừ phiền não. Cái câu nói hoàn toàn chính xác, nhưng mà cái cách làm thì phải thận trọng. Và có nhiều cách, không phải diệt là mình giữ dằn với nó, giống như mình phải đập cho nó bể đầu nó ra thì nó chết đi. Thì mới khi mình đập bể đầu nó, mình giết nó, chính là lúc phiền não nó nặng nhất. Không phải vậy, mà mình chỉ diệt nó bằng cái sự sáng suốt của mình, thấy rõ, biết rõ, không có mơ hồ về nó. Vậy chúng ta học để thấy cái tác hành tâm, tức là động tác, cái tạo tác, nó tạo nghiệp ghê lắm. Mà nó cứ những cái hạt giống nó buông xuống, buông tới đâu lên. Bây giờ chúng ta coi nó buông nó xuống, nó lên như thế nào. Cái này sư cô cũng giảng rồi, đây là lặp lại. Chúng ta đếm, đây là số 1, động tác đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và cái thứ 7 rồi cái sau cùng. Hai cái này nó có một cái đặc điểm nó giống nhau á, là khi nó khởi đầu á, nó xuất hiện lần đầu tiên á, thì không có cái gì bảo bọc nó, cho nên nó yếu. Cái cuối cùng này cũng vậy á, là nó hết rồi, nó không có cái đằng sau để chở che nó, cho nên nó yếu. Hai đứa nó giống nhau ở chỗ là nó yếu đuối. Nó mới sinh ra đời nó cũng yếu, mà nó sắp chết nó cũng yếu. Mình cũng vậy, mới sinh ra yếu, sắp chết cũng yếu. Nó cũng vậy. Thành ra chúng ta coi cái yếu thứ nhất là cái động tác thứ nhất á, là khi mà nó khởi lên một cái tâm mà để tạo tác, thì cái tâm đầu tiên là cái khả năng của nó có thể trổ quả ngay trong cái hiện tại này, thì nó gọi là thứ nhất này, nó gọi là hiện nghiệp hay là hiện báo nghiệp. Hiện nghiệp còn gọi là hiện báo nghiệp, tức là nó trổ quả ngay trong hiện kiếp. Và cái cuối cùng, cái số 7 này, nó gọi là hậu báo nghiệp hay là hậu nghiệp, là hậu báo nghiệp. Cái hậu báo nghiệp này đó, nó sẽ trổ sanh trong cái kiếp kế, tức là đây tục sinh. Thì cái khi mà cái kiếp hiện tại này vừa chấm dứt đó, thì cái kiếp kế này, thì những cái hậu báo nghiệp này sẽ trổ sanh, nó chia ra vậy. Còn cái hiện nghiệp đó, nó sẽ trổ sanh trong hiện tại, có thể nó trổ liền, có thể vài ngày sau, có thể vài tháng sau, có thể vài năm sau, có thể vài chục năm sau, nó sẽ trổ. Nó vẫn trổ ra trong cái kiếp hiện tại. Ví dụ như mình chửi người ta, người ta chửi mình liền, thì đó là nó trổ sanh liền. Mình đánh người ta, người ta đánh mình liền, là nó trổ sanh trong hiện tại. Rồi bây giờ mình chửi nó, mình đánh nó đứng thinh à, nhưng chút sau nó dễ giác dao lại chém. Ba ngày nữa nó chém cũng được, tháng nó chém cũng được, hoặc nó chèn cho té xe chơi thì cũng vẫn xảy ra. Có những người giết người xong là đi trốn, lập gia đình, có cháu nội cháu ngoại rồi đó, thì sau đó mới bị bắt.
nhưng mà nó vẫn trong cái hiện tại, cái năng lực của nó, cái động tác thứ nhất là nó có thể xảy ra trong hiện tại. Nhưng mà có khi trong hiện tại đó nó không xảy ra, nhưng mà nó vẫn còn cái khả năng là nó nằm ở cái cuối này, nó xảy ra trong kiếp kế. Rồi nếu như cái kiếp kế nó không có xảy ra đó, thì trong năm cái chính giữa này hãy khi nào còn luân hồi còn xảy ra. Và đặc biệt đó, nó không có xảy ra trong một kiếp, kiếp nào nó cũng xảy ra. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên trong cái tiền kiếp đó, là có làm một cái chuyện sai lầm, là nghe cái lời của người vợ mình đó, và thấy rằng là không có thể nào để cha mẹ trong nhà được, cho nên là đóng xe đẩy cha mẹ đi vào rực, và để cho đó, và cái phiền phức trong cái gia đình của mình đó, kết thúc, thì mới là giả dạng làm ăn cướp để mà đánh cha mẹ. Cái người vợ của Mục Kiền Liên đó, tiền kiếp của Mục Kiền Liên, thì lúc đầu là cái chàng thanh niên này không có chịu lập gia đình, nó nói với cha mẹ rằng là con chỉ muốn là sống với cha mẹ thôi, tại vì mỗi ngày mà con đi làm thuê làm mướn rồi đi đốn củi rồi đó, là chỉ đủ ăn có gia đình mình thôi, là ba người. Bây giờ nếu mà cha mẹ kêu con cưới vợ nữa thì làm sao con có thể đủ sức nuôi tới bốn người. Nhưng mà cha mẹ nó nói rằng không có yên tâm, bây giờ con phải lập gia đình cha mẹ mới yên tâm, thì sau đó mới đi cưới một cái cô trong xóm này về làm vợ. Thì lúc đầu cái gia đình rất là hạnh phúc, nhưng mà về sau cô này nhận ra rằng cái người chồng mình quá có hiếu, làm ra đi làm cái gì đó thì cũng cái thức ăn hay là cái gì mà để sử dụng tốt đó, thì cái người chồng của mình bao giờ cũng ưu tiên cho cha mẹ hết, rồi cái phần còn lại đó là vợ chồng mới chia nhau. Thì lâu ngày đó thì cái cô vợ này cũng suy nghĩ rằng là nếu như không có cha mẹ thì như vậy tất cả những cái phần mà cái người chồng làm ra được đó thì sẽ thuộc về hai người thôi, thì như vậy nó sẽ đầy đủ hơn và hai người sẽ được nhiều cái tốt đẹp hơn. Suy nghĩ vậy thành ra cái người vợ đó nghĩ ra cái cách nào để mà loại trừ cái cha mẹ ra khỏi cái đời sống của hai vợ chồng. Thành ra trước mặt cái người chồng đó thì cái người vợ để chăm sóc cha mẹ rất là ân cần, rất là tử tế, rất là tốt đẹp. Thì thí dụ như bây giờ chẳng hạn là nấu ăn ra một chén, một cái nồi canh nhỏ chẳng hạn, thì múc cái phần ngon nhất đưa lên cho cha mẹ, còn cái phần ít ỏi thì hai vợ chồng. Thì cái người chồng đấy ăn cái tô canh thấy ngon, nhưng mà không biết tại sao đó là cha mẹ mình phun ra hết, là vì lý do khi bưng lên đó thì cái cô này để muối vô, tức là diễn ra nhiều cái cảnh mà cái người chồng thật thà không thể nào mà có thể nghĩ ra có cái chuyện quỷ quái như vậy. Thì càng ngày đó thì người vợ chồng càng thấy cái người vợ mình nói đúng đó, là cha mẹ bây giờ lú lẫn rồi, cho nên là rất là khó mà chiều chuộng được, và mỗi ngày càng thêm cái sự phiền phức. Cho nên cuối cùng là hai vợ chồng đồng ý với nhau là đóng cái xe đẩy cha mẹ vào rừng rồi bỏ nó đi vậy. Nhưng mà cái người con này khi mà đẩy cha mẹ vào rừng đó, thì không nghĩ tới cái chuyện mà bỏ mẹ và bỏ cha mẹ vào đó, mà nghĩ tới chuyện phải giết chết cha mẹ. Cho nên khi đẩy vào rừng đó, thì nói với cha mẹ là hôm nay lâu rồi không có đi thăm bà con, phải đi qua cái làng bên để thăm bà con. Thì khi đẩy vậy rồi cố tình mới đẩy vào trong rừng. Thì khi tối trời tới, cái người con mới nói với người cha với mẹ, nói bây giờ con đi lạc đường rồi, thôi bây giờ ba mẹ cứ ở đây, con sẽ đi tìm cái chỗ nào mà nó có ánh đèn á, con coi có làng sớm rồi con trở lại, con mới đẩy cha mẹ tới cái khu có làng có sớm để đêm nay nghỉ ngơi, chứ không thôi làm sao cho được. Nhưng mà con dặn cha với mẹ là cái khu này nó ăn cướp nhiều lắm, nếu mà có ăn cướp tới thì nhớ kêu con. Con ở xa nhưng mà con nghe được thì con quay lại con cứu cha mẹ. Thì nói xong cái người con đi. Thì con đi một đổi đường thì mới là đem dao theo, cho nên là mới chặt dao, chặt mấy cái cành cây đó, là nó chạy thình thịch giả ăn cướp lại đánh cha mẹ. Thì không dè rằng khi đánh cha mẹ đó thì cha mẹ đều nói là con ơi, kêu cái tên đứa con mình,
con chạy đi ăn cướp với giết cha mẹ được rồi, còn con phải về sống với vợ con. Cứ kêu như thế, càng đánh chừng nào đó thì cái người cha với người mẹ là càng biểu con phải tránh đi chừng đó. Thì cuối cùng cái người con có hiếu này đó không có chịu đựng được, cho nên là mới là đổi ngược lại, tức là trở về mình là một cái đứa con. Và sau đó là nói là con sẽ đánh cái bọn ăn cướp và con cứu cha cứu mẹ, mẹ với cha đừng có lo. Thì nó dùng cái cây đó mới đập bình bịch thì coi như giả đuổi ăn cướp đi, thì mới đẩy cha mẹ trở về. Thì từ đó phụng dưỡng cha mẹ rất là tốt. Nhưng mà cái ác nghiệp đó nó không có xảy ra trong cái hiện tại, mà nó xảy ra là bất cứ khi nào, và đặc biệt là trong kiếp cuối của ngài Mục Kiền Liên là bị ăn cướp tẩn vào trong cái hẻm núi và đánh cho tới chết. Thì không phải đó mà ngài chỉ chết như thế trong có một kiếp cuối, mà trong đăng đẳng, trong cái luân hồi đó mà kiếp nào nó nối kết được thì đều chết như thế. Cho nên khi người ta tạo một cái ác nghiệp rồi đó, người ta đừng có tưởng rằng là một định một, mà tất cả những quả thì nó phục sẵn ở trong tâm và nó chờ đó khi các căn chúng ta tiếp xúc với tất cả. Khi mà ý căn chúng ta nối kết với ý căn của người khác thì lập tức những cái quả đó trổ sẵn và nó tái diễn lại liền. Cho nên cái điều người ta sợ nhất về cái quả đó là cái quả này nó sẽ lặp đi lặp lại. Và như chúng ta biết cái nguyên tắc của nó, nếu nơi đây nó lặp lại 5 lần trong một giây đồng hồ, thì nó phải nhân lên tới 1.000 tỷ lần nó lặp đi lặp lại. Cho nên cái khả năng mà nó 5 cái chính giữa này nó sẽ trổ cái quả bất cứ kiếp nào trong luân hồi, kể cả cái kiếp chót á, mà cái người đó có thành Phật rồi nó vẫn trổ sẵn. Này chúng ta hãy nhìn nhé. Đức Phật là cái người đó là nhận một cái quả, mặc dù là bậc chánh đẳng chánh giác nhận cái quả. Chúng ta nói về quả gì đây? Quả thứ nhất á, là chính anh em họ hàng của mình là người sát hại mình. Chính đệ tử của mình là người sát hại mình. Đó chính là Đề Bà Đạt Đa, là họ hàng của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật. Mà đệ tử giỏi không phải đệ tử dở. Đệ tử giỏi cho nên mới có thần thông, nhưng mà lại là cái người hại mình. Thì thấy rõ chưa? Kiếp cuối của một cái bậc chánh đẳng chánh giác mà cái quả nó vẫn có. Rồi cũng đã từng ăn cơm, và cái cơm đó là cái thóc cho ngựa ăn. Có khi khát không có nước uống mà uống nước trên cái dòng chảy ở ngoài đường, nó nước nó chảy băng qua mấy cái lỗ hổng. Ngài A Nan sau này bị bắt lỗi, tại vì ngài A Nan nó Đức Phật nói là Đức Phật muốn uống nước, thì ngài A Nan đó là thấy nước nó đục quá không có dám múc, đi tìm hoài mà không có múc ra được. Nhưng mà ngài A Nan không có biết rằng chỉ cần múc bất cứ cái nước nào mà đem đến đó, thì khi nó đặt vào trong cái lưỡi của Đức Phật thì nước đó sạch ngay. Đó là cái phước báu của một bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cái người đệ tử của mình mặc dù nhập vào dòng thánh rồi vẫn có thể chưa hiểu rõ hết cái điều đó, và cái quả là Đức Phật cũng vẫn bị khát nước, không có nước uống. Nên nhiều khi học những cái đó, mình nghĩ tới cái lúc mình xài nước đó. Cái gì cần xài xài, cái gì tiết kiệm phải tiết kiệm, không phải vì đồng tiền. Đó mình gọi là kiệm phước cho mình. Người ta tiên đoán rằng những cái nước mà nó hiện nay nó ở trong một cái đảo, tức là nó một cái đảo nổi lên giữa biển đó, thì cư dân ở chỗ đó về sau sẽ chết vì không có nước dùng. Ví dụ như sư cô đã sang cái nước Úc rồi, thì quý vị có bao giờ nghĩ rằng đó là nó giống như cái mình đọc trong những cái chuyện mà của bà Binbert mà bà ấy viết về Trung Quốc đó. Thì khi mình ở đó là mình rửa mặt đó, mình có một cái thau nhỏ vậy, mình rửa mặt thì mình nhúng cái khăn mặt vô rồi mình lau, mình dắt ra mình lau, thì cái nước đó mình đổ xuống cái xô. Khi mình rửa tay mình không có xà phòng á, thì mình hứng trong cái thau mình rồi mình đổ xuống đó. Rồi để làm chi? Để sau khi xong rồi ra khỏi cái nhà tắm thì mình xách cái xô nước đó ra, mình tưới vào cỏ, bởi vì người ta bắt buộc trồng cỏ mà nước đâu mà tưới cỏ.
Thậm chí sư cô hỏi cái người chủ nhà đó, sao không trồng một cây quế, một cây ớt? Thì người ta nói rằng làm một cái bài toán thì không nên trồng, tại vì tưới nó mắc hơn rồi đi mua một cái ớt kia để mua một cái cành quế. Và bây giờ cái kế hoạch người ta nó, một là người ta lấy lại cái đường nước thải người ta làm trong lại, hai là dùng nước biển để làm trong lại, chứ khả năng thiếu nước và khả năng có thể xảy ra. Cho nên là chung quanh thì nước không, mà người ta chết vì không có nước. Và bên mình thì quý vị thấy cũng có đó, cái miệt mà ở Gò Công, không phải tất cả Gò Công mà một số nơi ở Gò Công thì cái chuyện khan hiếm nước, nước bị phèn, và nước mưa thì bây giờ rất là độc, thì cái chuyện mà mình uống nước là kinh lắm. Nhất là bây giờ đó, cái nguồn nước của mình là lấy từ sông Đồng Nai, thì quý vị đã thấy rồi, thì đã thấy tất cả sự ô nhiễm. Người ta có thể xử lý trong, người ta có thể xử lý được tới 90-95%, nhưng mà có những cái nhiễm trong đó rất khó, chứ không phải dễ. Cho nên là cái quả nó trổ sanh không lường được, cho nên bao giờ mình cũng kiệm phước. Còn cái người mà cái ngã họ lớn đó, họ thấy cái người kiệm phước đó, họ ngỡ rằng cái người đó keo kiệt khác, còn kiệm phước khác, hai cái đó khác. Cũng như vừa đó sư cô nói với cái người thí chủ mà đem mấy cái gỗ ba lét đến tặng cho sư cô đó, cho tỉnh xá pháp huệ đó, thì sư cô có nói là sư cô ngày nay làm cái điều này, nhưng mà có thể cái đời sau đó người ta sẽ không có vui về sư cô đâu. Người ta sẽ nói là trong lúc sư cô xây chùa, Phật tử đang ủng hộ đây, thì tại sao lại không mua gỗ tốt, dán tốt để làm, mà đi lấy những cái ba lét để cặn lại để làm, để làm gì? Người ta sẽ trách mình, chứ người ta không có quý mình đâu. Thì sư cô nói nó có hai cái luồng suy nghĩ. Một cái luồng suy nghĩ là khi mình xây chùa đó mà Phật tử người ta ủng hộ, thì cái gì sang nhất, tốt nhất hãy dùng đi, bởi vì cho bá tánh mà, nó phải cho mình. Còn luồng suy nghĩ thứ hai đó là mày có thể cần từ những cái người ta bỏ đi để làm thành những cái hữu dụng. Mình chọn cái nào? Thì sư cô chọn từ cái người ta bỏ đi để làm nên cái hữu dụng. Vì những cái đẹp dáng đó, nó mới, nhất là nó mới, nó chỉ là chuyển hàng hóa thôi, nó không có cái gì quý nữa. Cái thứ hai nữa là khi nó xử lý về hóa chất đó, nó cũng xử lý một mức độ vừa phải thôi, nó không có làm cho cái hóa chất nó nhiễm nặng trong chỗ đó. Thì khi mình bào lại, mình chuốt lại đó, mình có thể xử lý an toàn hơn một chút, mình tận dụng lại được đó. Làm bàn, làm ghế. Và Phật tử bây giờ đến công quả thì cũng có thể nhổ dùm cho một cây đinh, xếp lại cho nó gọn gàng. Và cái việc đó nó sẽ đem lại một cái lợi ích ấy, từ cái chỗ mà người ta sẽ có chụm củi, người ta sẽ làm những cái chuyện linh tinh, thì bây giờ mình sẽ trở thành bàn ghế đi học, trở thành những cái kệ để mình tụng kinh, nó rất là sạch sẽ. Thậm chí mình có thể đóng được những cái giạc giường để mà có thể là cho người ta có chỗ nghỉ nữa. Thành ra hai cái luồng suy nghĩ, cái người khác có thể lên án, chứ không phải cái việc mình làm mà người ta tán thành đâu. Nhưng chuyện lên án là chuyện của người khác. Còn cái chuyện mà mình biết cái gì kiệm phước mình làm thì mình cứ làm, chứ đâu phải mình làm để làm vừa lòng tất cả mọi người. Cho nên cái trong cái đời sống, quý vị hãy chọn lựa. Mình biết mình làm cái này, mình tạo được cái phước gì mình làm. Bởi vì mình xài sang thì được chứ, người ta cũng có thể đóng góp cái phần sang cho mình đó, được đó chứ. Nhưng mà có khi nó phước mình nó không đủ, nó hụt, mà mình cứ kêu người ta để người ta đem đến cho mình, thì cái phần nợ đó mình phải gánh chứ ai gánh. Còn bây giờ cái đầu này nó không bao nhiêu tiền, người ta hoan hỷ người ta đem đến cho mình, thì cái đó là đại phước báo mà sau mình không nhận. Mình đi nhận cái phần nợ nần gì cho mình hay sao?
ra tùy theo cái suy nghĩ. Chắc sư cô nghĩ là trong cái lớp này thì sư cô cũng đã có nói mà quý vị đọc báo thì quý vị cũng thấy một cái câu chuyện rất là đời thường nhưng mà rất là ấn tượng về mặt tâm linh. Hai vợ chồng của một người ký giả ở trong cái căn nhà cũng vừa dưới sức mình, nhưng mà khi khu nhà nó giải tỏa thì được đền bù một cái miếng đất mới và có một số tiền. Thì cái suy nghĩ của hai vợ chồng rất là tốt, ở chỗ là bây giờ mình có miếng đất thì bây giờ mình phải ráng cất cái nhà lên cho nó tử tế. Mình nhất là có con thì cất làm sao để sau này con mình nó có thể có cái chỗ ở rộng rãi, thoải mái hơn. Thì cái đó cũng là cái điều đó. Rồi cất như vậy nó không có đủ tiền thì bây giờ mình vay mượn chút đỉnh cũng được. Nhưng mà bây giờ có chuyện kế tiếp là sau khi cất cái nhà đó xong rồi thì những cái đồ đạc cũ để vô kỳ quá, nó không phù hợp nữa, thì thôi bỏ hết cái đó mua đồ mới. Thì mua đồ mới thì nợ nó tăng lên. Nợ nó tăng lên thì mình quyết định với nhau rằng là chồng cài thêm, vợ cài thêm để trả nợ thì tốt, đâu có gì đâu. Cho nên là cái người chồng thì lo tăng cái giờ viết báo của mình lên, với người vợ thì đi ra buôn bán để lấy tiền trả nợ. Nhưng mà tất cả là mình tính cái con đường nó đi thẳng. Nên cái cuộc sống đó, nó gập ghềnh trong cái phước báu của mình. Cái đường thẳng đó là khi nào mình đủ phước đó, thì mình cật lực ra mình làm việc thì mình đạt được cái kết quả như ý muốn, mình sẽ trả dần được những cái nợ nần đó, rồi thôi cuối cùng thì cái căn nhà như ý muốn nó ở trong tầm tay của mình. Nhưng khi cái phước báu nó không đủ, nó gập ghềnh, cho nên buôn bán thì nó không có được như vậy, nó thua lỗ. Thì người ta thấy tội nghiệp, người ta chỉ bán qua món khác, món khác nó cũng thua lỗ, chỉ qua món khác nữa nó cũng thua lỗ, chỉ qua món khác nó cũng thua lỗ nữa, thì cuối cùng nó thành nợ. Bây giờ nợ tiền đâu trả? Lớp nợ tiền nhà, lớp nợ tiền buôn bán thua lỗ đấy đâu trả? Thì có người bày một cái kế thần diệu đó là casino. Chỉ có casino mới là tức thì trả nợ được thôi. Thì khi mà casino xong rồi đó thì nợ không những không trả hết mà nó lũy tiến luôn. Nếu nó lũy tiến vậy thì nợ chợ đen lấy gì trả, nợ xã hội đen lấy gì trả, chỉ trả bằng sinh mạng của mình thôi. Nhưng đâu có ai đem sinh mạng mình ra để trả. Còn cách tốt nữa là người nào có cái bảo hiểm mà hàng tỷ trở lên thì người đó trả. Và cái bảo hiểm nhân mạng mà muốn lấy nhanh đó, thì nó phải có tai nạn xảy ra, thì cái tai nạn đó mới lãnh được cái tiền bảo hiểm. Vì cái người chồng của cái cô này đó phải lãnh cái tai nạn đó, đó là bị giết chết, mà coi như ăn cướp giết chết để lấy cái tiền tỷ để trả. Nhưng sự thật không phải như vậy, nó không phải như vậy. Là cô ấy không còn chung thủy với chồng, là một cái tan nát thứ nhất. Cái tan nát thứ hai á, bây giờ cái người ở bên trong thì là ai không biết, nhưng bên ngoài cô ấy là người, cô ấy là thủ phạm. Thì bây giờ căn nhà có thể còn hay không, gia đình có thể còn hay không, một người chết, người ở tù, những đứa con lớn lên ra sao, thì như vậy chúng ta sẽ thấy biết để là không phải những cái gì mình mong muốn tốt đẹp mà mình đều có thể tốt đẹp được cả. Cho nên cần kiệm để tạo phước, biết đủ để tạo phước thì cái đó nằm trong tầm tay của mình. Muốn sang được chứ, nhưng mà đủ phước để có cái sang đó. Còn không đủ phước mình phải trả giá bằng cái gì, nói đi. Cho nên lên án chỉ trích người khác thì dễ lắm, nhưng mình đối một cái cảnh vậy á, để mình xử lý sao mà mình không có rơi vào trong cái đọa, đó là cái chuyện khó khăn. Cho nên là cái bài học của mình ở trong cái đời sống để tạo cái niềm an vui và cái hạnh phúc, đó là chính là cái bài học mà mình phải biết
thế nào là cái pháp thiện và thế nào là pháp bất thiện. Pháp thiện bao giờ cũng nằm trong cái chữ tri túc, biết đủ. Còn cái pháp bất thiện là bao giờ nó cũng đi đến cái sự thỏa mãn, càng lúc phải thỏa mãn lên cao độ. Đó là con đường của sự bất thiện. Còn cái pháp thiện tri túc có cái gì? Nhận đủ cái đó, sử dụng đủ trong đó, hạnh phúc an vui trong cái chỗ đó được. Sáng nay ăn khoai mì thì đói bụng khoai mì ngon, ngày mai có thể ăn được một cái tô cháo nóng cũng có phước, cũng ngon như cái tô, như cái củ khoai mì thôi. Thì hạnh phúc ở cái chỗ mình tiếp nhận cái củ mì hay tiếp nhận một cái tô cháo nóng đó, thì nó đều là cái thực phẩm để giúp cho sức khỏe của mình ngày hôm nay. Và hạnh phúc là ngày hôm nay có thức ăn, hạnh phúc ngày hôm nay sức khỏe được nuôi dưỡng, nằm ở cái chỗ đó. Còn nếu không, người ta sẽ bám vào cái món ăn, bám vào cái khoai lang để tủi thân tủi phận, bám vào cái tô cháo nóng để lấy làm hài lòng, thì cái đó chỉ đem đến đau khổ một hồi. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm động thóc này, nó nằm, cái phân đoán của nó là nó phân tích, nó phán đoán, nó chọn lựa để rồi nó đưa đến sự quyết định. Và như vậy đó, cái khả năng nó lặp lại tới 7 lần. Mà 5 cái chính giữa là 5 cái nó trổ bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà khi đó là hướng dẫn về cái vấn đề nhân quả cho quý vị đó, thì sư cô có nói như thế này đó, là bất cứ cái gì xảy ra hãy coi cái nhân gần và nhân sâu xa. Cái nhân gần chính là cái nhân tố kích thích, và cái nhân xa xôi chính là cái nhân nó ở trong tâm của mình này, trong hiện kiếp nó có mặt, là bởi vì tiền kiếp nó đã tạo dựng và cái dòng nghiệp đó nó ngưng lại trong cái đời sống hiện tại này. Chúng ta phải nhìn cho ra nó ở nơi chúng ta, quá khứ, hiện tại, tương lai của anh. Như vậy chúng ta thấy quả trổ xanh có ba cái. Thứ nhất là xảy ra trong cái hiện kiếp, là ở kiếp hiện tại. Ở trong cái kiếp kế tiếp nó gọi là hậu nghiệp, hậu báo nghiệp này, hậu hiện nghiệp. Và năm cái chính giữa này, ngày nào chúng ta còn luân hồi thì nó còn trổ xanh. Chứ không biết được đâu, không biết hết đâu. Chỉ những người có chút mặn thông, có thiên nhãn thông thì người ta thấy được. Còn ngoài đó bình thường là không thấy được, không biết cái gì. Cũng như khi người ta vẽ lên cái bức hình mà người ta nhắc mình là phải cẩn thận, phải cảnh giác, thì người ta vẽ cái người đó đang đi, nhưng mà không biết là ở bên trong đó, cái ngõ hẻm bên trong đó, nó sẽ đẩy ra cái gì và tai nạn có thể xảy ra. Cho nên bây giờ chúng ta là cái người đang đi trên đường. Ngày hôm nay sống với nhau như thế này, chưa biết chút nữa ra sao. Sư cô thường đi đường thấy cái tai nạn xảy ra đó, thì sư cô cứ suy nghĩ này. Bây giờ cái tai nạn xảy ra tại điểm này, như vậy thì cái hồi mà tới đây còn sống, phải không gì? Ngay cái chỗ này còn sống, mà đúng cái điểm này chết. Nó có cái thời khắc rõ ràng của mình, nó có cái vị trí rõ ràng của mình, đúng tại chỗ này, vào cái thời điểm này tai nạn này xảy ra, còn trước đây vẫn sống. Thấy rõ chưa? Bởi vì đúng vào cái vị trí này, đúng vào cái thời khắc này, cái quả này trổ xanh, quả nghiệp người này trổ xanh. Và cái sắc pháp này phải tiêu hoại ngay vào thời điểm này, đúng vào cái vị trí này, phải vào cái sự việc này, sắc pháp này bị tiêu hoại. Và khi cái người này không chấp nhận cái điều này, thì khi thân ngoại mạng chung rồi ở đây, lẫn quẩn ở đó không có đi, không biết bao giờ mới xin. Và chính ở đây có khi lại tiếp tục tạo nghiệp. Nhưng mà phần lớn khi ở đây đó,
thường người ta tạo cái nghiệp xấu hơn là nghiệp tốt. Đấy nữa đây. Làm thành cái gì? Làm thành cái khí. Tâm linh là vật chất nghĩnh, đó là khí. Cho nên có những người ta đi ngang tới cái chỗ này, tự nhiên tối tâm mặt mũi tự té xuống chết. Đi tới cái chỗ này tự nhiên tối tâm mặt mũi là da quẹt nhau. Tự nhiên thấy cái gì nó chạy ngang qua đây là tránh qua bên đường này, chết tại chỗ này. Là do cái ám khí rồi. Chết rồi vẫn tạo cái nghiệp xấu khi mình ở trong cảnh giới xấu. Chứ đâu có phải là chết rồi mình ở trong những cảnh giới khác không có tạo nghiệp đâu. Tạo nghiệp trừ trong suy nghĩ. Nó lệch qua cái là tạo nghiệp xấu. Mấy ngàn năm có khi không ra khỏi chỗ. Nên giáo pháp dạy chúng ta phải thức tỉnh. Kiếp người ta được làm người, khi mà cái sắc pháp đều bị tiêu hoại rồi không dùng nữa, thì chúng ta mau mau tạo một sắc pháp tốt. Tạo sắc pháp tốt hơn đó, bằng cách đó, là để cho đó cái phần thiện của mình phát sinh. Bằng cách thấy rõ, biết rõ, do nhờ học giáo pháp này mà chúng ta đây rơi bất cứ một cái cảnh giới xấu nào đó, thì chúng ta cũng có lúc định tâm được để nhìn. Nhất là những cái pháp tu mà chúng ta hành trì đây đó, tuy chúng ta chưa đắc đạo quả, nhưng mà có một cái lúc nào đó cái phước báo trổ sanh khiến ta nhớ lại pháp tu của mình. Và trong cái giờ phút đó hành trì như vậy thoát, nó gọi là siêu sanh cận độ, để mà thoát khỏi cái cảnh khổ mà nó bị cái tưởng sai lạc này nè đè xuống. Khi mà thoát khỏi cái tưởng sai lạc này rồi đó, thì nó thoát ra được cái chỗ này, thì nó đi vào con đường của tưởng đúng và của trí tuệ, thì nó ra khỏi, còn không nó bị đè xuống. Cho nên người sanh trong cái cảnh khổ đó, nó thiếu phần trí tuệ, nó bị che. Và nó chìm xuống. Chìm trong cái gì? Nó chìm trong cái suy nghĩ nào mà nó thành cái ấn tượng đau khổ nhất cho mình, thì cái đó đằng khó ra được. Và mọi cái ứng xử trong cái kiếp sống đó, nó đi trong cái dòng nghiệp nặng nề đó, cũng giống như nãy sư cô nói, đây là cái như lý tác ý. Và đây nó gọi là phi như lý tác ý. Thì thường những chúng sinh trong cảnh khổ đó bị cái phi như lý tác ý này nó đè nặng, nó không siêu thoát được. Người thân mình làm phước để cho nó cái mà đè nặng đó, nó nhẹ xuống chút, tụng kinh hoài để cho nó nhẹ, mình truyền một cái năng lượng lành đến để cho nó mở đó. Rồi á, những cái pháp thiện của người này á, sẽ kết lại. Thì khi người ta nhận thức ra thôi, chưa nhận thức còn. Bởi vì sư cô lặp đi lặp lại hoài là mình nên gửi người thân mình đến chùa nghe kinh, nghe pháp để công quả, nhất là được nghe giảng pháp. Thì người ta sẽ suy nghĩ lần lần ra, người ta hiểu được. Thì cộng với là cái pháp thiện người ta đã có được rồi đó, thì cho đến lúc nào đó thì người ta bừng tỉnh ra, thì người ta thoát khỏi cảnh khổ. Như quý vị nào mà đã từng đau khổ nhiều rồi đấy, mà bây giờ thoát ra, có người có nói thế này, không biết sao hồi đó mình khổ vô duyên thiệt á, ngu thiệt á, tại sao cứ bám vào đó để mà khổ vậy. Người ta chỉ nói được khi người ta thoát ra. Còn khi người ta ở trong cái cảnh khổ đó, thì người ta thấy những cái yếu tố mà ta bám vào đó là những yếu tố khó gỡ rồi. Hoặc là sư cô có kể quý vị nghe một cái chuyện cười rất là nhạt nhẽo, nhưng mà rất là sâu sắc về mặt tâm linh. Nó nhạt nhẽo thôi, vì cái chuyện nó chả có cái gì mà nó có duyên dùng gì trên trời. Hai vợ chồng này bị cướp tới nhà nó bắt, nghèo, nghèo quá mà nói thằng ông cướp nó còn nghèo hơn nữa, nó bắt. Mà nó còn nói nghe bây giờ vẽ hai cái vòng nha.
Bà vợ đứng trong cái vòng này, ông chồng đứng vòng này, ai bước ra khỏi vòng chặt chân. Ông chồng đứng nín thinh buồn lắm, lục mà mình cũng không có gì mà nó lấy thì lấy gì xài. Còn cái bà vợ thì không có, nó muốn lục gì lục kệ nó, mà cái chân mới để ra ngoài. Cái bà vợ nó không thấy, bà để vô. Cái bây giờ mới không thấy nó, mới để cái chân ra ngoài, cái để vô. Mà vui lắm. Ông chồng hết sức là bực bội. Nhà thì nó bị ăn cướp, mình bắt cái giam đứng chỗ đây mà cứ thò cái chân ra, thò chân vô cười mình. Cái bà này bà điên rồi đó. Làm coi không được. Rồi tới chừng cái thằng ăn cướp nó ra, nó nói đứng trong vòng nó yên nha, 10 phút sau mới được ra khỏi chỗ đó nha. Nếu mà bước ra khỏi chặt cái chân nha. Ông đứng xếp ra không dám. Còn bà nhảy ra, bà ngó thấy nó xây lên, nhảy ra luôn, ta đứng ở bên ngoài ta cười. Vui quá. Ông hỏi bà điên là sao mà trộm cướp nó tới nhà mình sợ gần chết, nó lấy đồ của mình không buồn mà cứ nhảy ra nhảy vô. Ông nói, bà nói ông này kỳ, nó bắt mình đứng một chỗ, nó giam mình á, mà nó ngu lắm, đâu có giam được. Tôi để cái chân ra ngoài, nó đâu giam gì tôi, nó có chặt cái chân tôi đâu, để ra vẫn được, tôi rút vô vẫn được, đâu làm gì tôi. Rồi nó nói 10 phút sau mà tôi bước ra nó chặt chân tôi, ông thấy tôi đứng ra ngoài tôi nhảy nhảy không, nó có làm gì tôi được không. Chuyện rất là nhạt nhẽo, không có cái gì hết. Nhưng mà nó nói cái gì? Tâm chúng ta vẫn có thể bước ra khỏi cái khổ dễ dàng như vậy đó. Nhưng mà chúng ta vì quá lo sợ cho nên chúng ta đứng cứng ngắc như cái ông chồng. Chỉ có sợ, chỉ có khổ mà thôi. Đứng không cục kịch nhúc nhích, chết trong cái chỗ đó. Trong khi chúng ta đi ra dễ dàng. Tất cả sự đe dọa là do mình đe dọa. Tất cả sự sợ hãi là do mình mất mát, do mình sợ mất mát. Mình tự đe dọa mình, còn hãy thay đổi đi. Những cái gì mà làm mình đau khổ, bây giờ hãy thay đổi nó đi thì chúng ta thoát khỏi đau khổ. Rồi quý vị sẽ học tới thập nhị nhân duyên. Quý vị sẽ biết là tất cả những cái cảnh khổ của mình nó đều có những cái điều kiện, đều có những cái duyên, đều những cái yếu tố tạo ra. Bây giờ chúng ta nắm chắc, chúng ta hiểu rõ, chúng ta thay đổi nó thay đổi. Cái chuyện nó đơn giản vậy, nghe không có duyên dùng gì trở hết. Chỉ được thầy để cái chân ra, để cái chân vô, dễ dàng như vậy. Mà biết bao nhiêu người đã không làm được, bước ra là khỏi đau khổ, còn ở trong vòng nó còn đau khổ. Cái trong vòng đó là gì? Cái tâm mình bám vào cái gì, mình trách cái gì, mình lo lắng gì, mình sợ hãi gì, mình khổ. Bây giờ đừng bám vào đó, đừng trách, đừng đòi hỏi chỗ đó, làm mình ra. Một cái vòng tròn đó tự mình vẽ và tự mình giam nhốt mình, tự mình đe dọa mình trong cái sự sợ hãi đó, thì mình cứ giam nhốt đời mình thôi. Và bây giờ trong cái hiện kiếp này mình là con người, mình không dám bỏ chân ra thì tái sanh vào cái cảnh khổ là kiếp ma, ra được không? Khó lắm. Khó ra lắm. Vì chuyện dễ cũng làm được mà. Nói chừng mà đi xuống với cảnh khổ rồi đó, thì chỉ có cái tưởng sai đó, nó là bám chặt trong chỗ đó và ở đó chỗ hoài, không có siêu thoát. Là do mình bám vô. Ai nói cũng không nghe, ai khuyên cũng không được, bởi vì mình có cái hợp lý của mình. Đấy, người chồng đứng trong cái vòng tròn này đấy là hợp lý đây. Thằng ăn cướp nó nói mày bước chân ra tao chặt chân mày, đi khỏi sao được, giết mày luôn. Mày đứng đó, mày đứng đó mà trong lòng không có vui, mất đồ mất đạc nên đứng chết đứng đó mà khổ. Còn cái bà vợ này bà đâu có khổ gì đâu, bà đứng đây cái bà nhảy ra nhảy vô. Ủa mày đâu có làm gì tao được đâu, nó mày chặt chân tao hả, tao để chân ra rồi đó, tao lấy chỗ vô mày đâu có chặt chân tao được. Mày nói mày tao bước chân ra mày quay lại mày chém tao hả, đâu có, tao đứng ra rồi đây đó, tao đứng tao cười như thường đâu có. Còn ông này ông đứng chết ngắt ở đây để rồi nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt và nhẹ nhàng để chúng ta thoát khỏi cảnh khổ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.